các chị đẹp. Rồi chị nào vô rồi chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Được lô lên siêu vip về. Chảy thì em bài đi đấy. Và chị nào chưa chia sẻ thì bấm một nút chia sẻ bài lên nha mấy chị nha. Mò tặng của Thu Thúy Phan. Tôi cho đúng nhau cục bom luôn đấy chẳng. Có bom hay không? Em băng vệ sinh. À hôm nay băng vệ sinh về rồi mấy chị đẹp ơi. Bấm nhiệt độ xuống rồi bấm nóng quá nóng. Rồi nhanh tay chia sẻ bài mạnh tay nha mấy chị ơi. Dạ thấy mấy chị hát nè. Rồi mấy chị nhanh tay bấm cho em một nút chia sẻ bài đi mấy chị. Hôm đó hôm nay Lô Lan xin kiếm đẹp. Cả nhà ơi thấy cái này là muốn thiết kế rồi đúng không? Hạt hướng dương bị caramel đã về mấy chị đẹp ơi. Em thèm nó từ Tết tới giờ đó trời. Thèm từ Tết tới giờ giờ mới có. Ăn cho có không khí Tết đã. Rồi chừng nào Tết thì tính sau ha. Xếp xếp ở đây coi. Rồi chia sẻ bài mặt tay mấy chị ơi. Hôm nay Lô Lan xin viết về cái gì đây? Đây là chốt sẵn hàng đấy trời. Đây là những chén mà chốt hàng xả hàng. Rồi xỉ lên hàng xả cho mấy chị yêu luôn ha. Rồi chốt tặng bom đi mấy chị ơi. Để em lên hàng xả cho mấy chị yêu luôn. Ngày mai em xả ra một cục hàng siêu to khổng lồ của một chị khách chốt quá nhiều. Mai nha, kéo để mai. Bây giờ xả ngán, quá ngán rồi. Như đây là đủ ngán lắm rồi. Các bạn thấy like quá. Bộ có tôm khô nè. Để em xém. Tạm bơm cho ngon. Xém rớt cho mực luôn á. Tạm bơm. Con khô. Con khô. Ở Nam Hidoli. Rồi vô một cái bấm nút chia sẻ bài đó mấy chị. Bấm nút chia sẻ bài rồi chốt lên mã tặng bom nha. Rồi em chốt sẵn cái khách hàng này luôn. Nấu một đàn tê. Một bánh Hồ Bích Phượng. Một đắng lý. Một đắng Hiền Minh. Tay Thỏ chưa cho mình cái địa chỉ đó, chưa chút ra về cho Tay Thỏ. Thanh mới nè, mình vô cho em cái địa chỉ trong tin nhắn rồi mình ra mình chốt nha. Giờ họ có một bàn hả mấy chị? Có một bàn hả chốt bao cái sạc lên. Quốc liền lực liền cả nhà. Từ 40.
từ 40 cho tới 54 cái cao mấy 6 về ok. 69k chốt liền giùm em mã số 1, 69k hàng xả này luôn, đã xả rồi nè. Mã 1. Rồi mã 1 giùm em 69k. Chốt giùm em mã 1. 1 kia gà thịt cái xả. Mã 1 nhá. Chốt giùm em mã số 1 của tôm khô nè. Bé ba mấy ký mang được, mẹ 55 ký độ về ok. 79k chốt số 2. 79k comment số 2, bộ này là cotton khô nha. 79k chốt số 2, hết tạc bom mấy chơi, hết tạc bom nha. Rồi comment dùm em, mã số 2 phát lên đang thành cỏ, xin nó lên luôn. Rồi mã 2 dùm em. Chị nào lấy 2 chốt 2, bộ 115 nè. 1 và 2. Rồi bộ 115 nè mấy chơi. Nói chung là toàn bộ. Số 1 với chị Su Miu Huỳnh. Số 1 1. Mã số 2 Úc Hiền. Toàn 1. Rồi 54, 55 chứ cam mấy 6 rồi về ok. 99k mã số 8. 99k mã số 8. 99k comment mã số 8. 1 và 8. Rồi 79k cho bộ cotton khô này luôn ha. Bé ba mấy ký mang ok, mẹ 54 55 ký độ về ok. Chốt giùm em mã số là 13. 13 cho em. Comment giùm em mã 13 80. Chốt giùm em mã 13. Comment giùm em mã 13. Form này 54 với 56 độ về ok. Chốt đẹp. Rồi 69k chốt 15. 69k comment mã 15 cho em. Tương tác bài viết mặt tay mới chơi ơi. 15 giùm em nè. Comment giùm em mã 15. Chỗ nào lấy 15 chốt 15. Rồi tặng nhau lên 49k. 49k 54 55 với 56 rồi ok chốt 21. Rồi 21 giùm em nha. 49k chốt mã 21. Comment giùm em mã 21 mấy chị. Rồi chị nào lấy 21 chốt 21 giùm em. Từ từ em sẽ đem mấy cái hàng lên 8 13 15 21. Mã 15 nhiêu Hoàng? Còn 21 thì đúng không? Dạ. 15 đâu? Đang xếp hả? Dạ. Còn 21, 49 ca. 54, 55 cái cam mấy 6 là về ok. Này chốt 23, 769 ngàn luôn ha. Mã 23, 769 ngàn chốt 23. Ê, ở đâu mà có một cái xã vậy đi cho con. Mã 23. Mà không thấy gì không? Còn em mã 23. 23. 21, 23. Xuất sắc rồi. Còn 21 và 23 thôi đúng không? Rồi sale 85k cho cái áo jean xịn sò này ha. Có phối theo dưới 60kg là về ok chốt 27. Rồi comment giùm em mã 27 nè. Rồi chị nào lấy 27 chốt 27 giùm em. Áo nam leo có. Nam leo có nha. Rồi chốt 27 nè. Comment mã 27 giúp em. Rồi chốt giùm em mã 27 giùm em ha. 79k. Chốt giùm em mã 30. Mã 27 Phương Thi 30, 79 ngàn, để ba mấy ký độ lên mang vừa, mẹ 54, 55 ký độ về ok, bộ cô tôm khô hả? Rồi 30 nè. Rồi 30 giùm em chốt mã 30. 23, 30. Lên lô lên siêu VIP cho mọi người ha. À dung dịch vệ sinh chầu không đã về rồi, cả nhỏ chia sẻ lên giùm em nhé. Xe bài lên giùm em, tối nay có rất là nhiều thứ. Hôm này 54, 55 ký độ về ok, bộ này bộ 100 mấy quý hết toàn bộ. 30 chuyên hoa. Toàn hàng trăm mấy không, cả nhà nhìn chắc nè, cả nhà cũng biết ha. 99k chốt 35. 99k mã 35. 99k comment mã 35. Chốt mã 35 giùm em. Rồi bộ này sale 69 ngàn. Bộ mango. Bộ mango ha. Quần phối bèo. Quần phối bèo 5253 cái cam mấy 6 rồi ok. 69 ngàn có dây tăng đơ mà cái tác tăng đơ bằng kim loại luôn á cả nhà. Này comment giùm em mã 38. 69k mã 38. 69k chốt 38 giùm em. 69k comment giùm em mã 38. 35 nước thủy, nước thủy. Bộ xịt tròn. Bộ xịt đây mới kịp. 54, 55 cái cam mấy 6 rồi về mang vừa nha. 38 Trịnh Ngọc Diệu. 54, 55 cái cam mấy 6 rồi về ok giùm em ha. 89k chốt giùm em mã số 40. 89k chốt 40 luôn. 40 là 1 xét. Comment giùm em mã 40. Chốt giùm em mã 40. Mã 89 sao mã 40. 5253 với cam mã 6 rồi về ok. Mã 40 Kim Thoa Phạm. Này comment giùm em mã 42. 69k mã 42. Ừ. Rồi 42 nè. Rồi chốt giùm em mã 42. 69k mã 42. 69k chốt 42 giùm em. Sáu chín ra chốt 42. Cái cặp tóc bé đồng
55 96 về ok tay phòng. 55 96 là về ok ha. Xuất sắc chưa? Cầm mà cuốn thế. Rồi xe trên cái đầm này nè mấy chị ơi. Thấy mấy chị mà. Rồi mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em nè mấy chị nè. Thả đây thả tim lên. Rồi 79k cho các em đầm này luôn. Chốt 46 còn 42. Rồi 46 chia 79k cho mấy chị cái đầm này. Mã 42 của Hiền Minh. 42 còn. 42 Duyên Hoàng. Hết còn 46. Rồi 46. Thế Minh Khang. Đây xếp này có một cái xếp màu ấy nè. Cái màu bơ rồi đó. Rồi chắc đẹp tim của mấy chị. Mã 46. Rồi 99k nè. 54 cái đầu vào ok. Chốt cho em mã số là 50. 50 99k chốt 50. Comment giùm em mã 50. 48 Kim Hoa Phạm. Mã 50 chứ mã 50. Rồi 69k. 54 cái camera 6 là vào ok từ 40 tới 54 tí ha. Rồi chốt 52. Comment mã 52 giùm em. Chốt giùm em mã 52. 52 cho em 269k mã 52. Mã 52. 69 ngàn chốt 52. Cái mã đầu này có mặt 52. 50, 52. 54 cái ca mấy 6 rồi ok. Nè, của Dũng Trung không hết luôn cái phần thân luôn. 50 và 52. Rồi xe 79k chốt cho em mã số là 53. Mã 50 Quỳnh Anh Nguyễn. 79k chốt 53. 52, 53. 53, 79k chốt 53 cho em. Comment giùm em mã 53. Chốt giùm em mã 53. Mã 52 Nguyễn Phượng. 53. Và xe 89k có xe 1 hả? Ở đây có ai Việt Nam nha anh Phạm. Từ 40 tới 54, 55 cái cam 6 là ok xe hồng. 89k xe hồng. 89k chốt xe hồng giùm em. 53 xe hồng. Lan Nguyễn đã nhận được đơn đầu chưa? 89k chốt xe hồng. Ở Nam Hy Đô Liên. Nhiều lắm đó chứ không? Nhìn cái hình rất bắt đầu. Mã 53 Vinh Huỳnh. Mã xếp hồng cho Lan Nguyễn. Lan Nguyễn 856 Nam Hydroly nè. Còn chị Lan Nguyễn 501 ở Đồng Nai này, chị đã nhận được cái đơn đầu chưa chị? Rồi size này là size cho mấy anh nè. Từ 68 tới 72. 68 tới 72 cái ok Nam của Hydroly hả? 89k. 89k chốt cho em mã số là 61. 61, 68 tới 72 cái ok. Mã 61 xếp hồng chú chưa? Rồi. Rồi mã 61 nè. 61 89k cho Nam Hydroly ha. Cùng già Nam 14, cùng già nữa nè. Cùng già này hãng 149 nè cả nhà ơi. Hàng nè. Hàng sự kinh khủng luôn á, bị xả. Rồi size này size 27 chốc nữa hả? Cái trẻ này, nhìn cái chốc quần là cả nhà cũng biết là hàng này xịt vừa gì đúng không? Hàng này hàng hãng sale. Hàng hãng cùng với lô trong bé xin hồi bữa mới chắc. Chứ không phải là hàng tào lao sale đâu. A27149. Mã số 4 triệu. A27149k. A27149k. Chốt A27 giùm em. Comment giùm em mã A27 giúp em. Chốt A27 giùm em nhé. Quần trắng mặt còn không? Hôm nay có lỗ lè siêu vip A27 phải gọi là cực vip. Rồi cả nhà yêu ơi, caro tím 55 chứ được về ok xe 89k. Caro tím A27. Caro tím. Quần em mặc hết chứ đẹp ơi. Caro tím. Nè, cái này ra đi. Rồi mình lên qua cái hàng khác cho mấy chị. Lên áo len siêu vip cho mọi người nhé. Rồi lên áo len và làm len siêu vip cho mấy chị đi. A27 Trần Lực. Caro tím. Đẹp không? Sản phẩm về rồi mấy chị ơi, bàn chải đánh răng về, dung dịch vệ sinh chậu không đã về. Đây hàng công ty, dung dịch chậu không hàng công ty á, dung dịch vệ sinh chậu không. Ủa mà hết cho mà tôi 2 hộp cho mà tôi chia cho mấy chị. Cái này thì hơn 1 năm rồi em mới về lại được. Mấy chị ơi, cho 2 chai, 2 chai, ừ bán combo 2 chai, 2 chai. À, dung dịch chậu không đảm bảo 100% hàng công ty có tem chống hàng giả luôn, hàng này hàng Việt Nam đây cả nhà yên tâm. Nước ngoài ta nói là Việt Nam mình á, ngồi trên đống thuốc mà không hay, đặc biệt là ca ngợi cái lá chậu không là rất là tốt đúng không? Và mấy chị có biết là mấy bà mẹ hồi xưa mà mỗi lần mà sinh đẻ hay là muốn vệ sinh hay là muốn rửa vết thương á thì người ta sẽ ra đầu đi hái lá chậu không rồi nấu nước cho mình hay giống như sinh đẻ rồi nhé, cho mình rửa cho nó sạch sẽ với lại á nó sát khuẩn và khử trùng cực kỳ hay. Nhưng mà bây giờ thì không có cần phải mất công như thế, bây giờ thì chỉ cần là đây nè, mua dung dịch chậu không về mấy chị ơi, rửa vệ sinh cho em.
dung dịch chọc không này thì hầu như là nó không có mùi luôn á. Nó không có mùi, không có để mùi thơm hương liễu như là các hàng dung dịch khác ngoài thị trường. Nhưng mà rửa thì cực kỳ sạch. Em nói thiệt chứ có hàng dung dịch chọc không này mới chém một ngày mới chém hết. Rửa hai lần sáng và tối cho em nha. Đảm bảo là lúc nào mình cũng thơm tho và không có một cái mùi gì hết. Cho dù mấy trái tốt hả, cả ngày đi làm á, tối về rồi cũng không nghe một cái mùi gì hết, tại vì nó kháng khuẩn cực kỳ tốt. Đặt combo dung dịch vậy chọc không á cả nhà ơi, 59 ngàn. Đây em bán cho mấy chị hai chai 59 ngàn, cam kết hàng chủ hàng công ty cho mấy chị yêu, có tem có đồ cho mấy chị hết nhá. Buồn mặt hết cho mấy chị. Combo dung dịch chọc không, cái này là hàng mà phụ nữ mình là không ai thiếu được, đúng không? Ai cũng xài cái hàng hết á, không ai thiếu hết trơn. Hơn một năm rồi giờ nó mới về lại được, nó mới chết, tại vì nó không có sale. Chừng nào mà có sale thì mới hối, chứ còn mà không có sale là không bao giờ mà không có hàng, không bao giờ có giá này được hết. Đây combo dung dịch chọc không hai chai 59 cả, bây giờ bỏ ra cho mấy chế yêu coi ha. Sát mũi là 79k một chai, một hộp nha, sát mũi của Thái Lan. Đây bên là rửa nó, nói chung là hơn một năm rồi mới về được. Cả nhà về mở cái vòi này lên nè, mở cái vòi này lên là xịt. Em nói hầu như là nó thơm rất là nhẹ luôn, nó được thơm. Cô môi chồng không như mi sao Nguyễn. Nó thơm cực kỳ nhẹ này, mở ra cho mấy chị. Một cô môi cho Lan Phủ. Cái nước của nó sẽ sẽ. Một cô môi cho Lan Nguyễn. 59k hai chai. Một cô môi Kim Thoa. Một cô môi Dương Trần. Nó giúp cho mình nó hở cái vùng kính lúc nào nó cũng thông thoáng. Sắc phòng là 79k nha. Vân Trần. Một cô môi chồng không có thu phí tăng. Cô môi chồng không có duyên hoài. Nó thơm nhẹ lắm luôn đó. Và mấy chị cô môi chồng không Kiều Diễm. Cứ rửa rồi lên like cho em xin feedback nha. Cô môi chồng không Phương Lê. 59k 2 chai. Cái này là của chị nha, đừng có bán cái này. Bán mấy cái kia thôi. Rồi 59k 2 chai. Thơm mát nhẹ nhàng. Cô môi chồng không Di Phạm Thị Lộ. Mát nhẹ nhàng. Cô môi chồng không Mỹ Tương. Mát tay luôn. Cô môi chồng không Nguyễn Phượng. Cô môi chồng không Lan Phạm. Cô môi chồng không Huỳnh Trang. Cô môi chồng không Đào Lê. Đúng rồi. Cô môi chồng không Ánh Phạm. 59k 2 chai. Tới 79k một hộp nha. Chị nào lấy combo Loan Nguyễn. Chốt combo. Cô môi chồng không Minh Thùy Nguyễn. Mát lắm. Cô môi chồng không Minh Sang. Cô môi chồng không Mỹ Dung. Sữa tắm về chưa? Chưa sữa tắm thì chưa. Cô môi chồng không Anna Lê. Chị nào lấy combo chồng không. Cô môi chồng không Trang Moon. Hơn 1 năm rồi giờ mới về lại được. Cô môi chồng không Đào Trang. Cô môi chồng không Mỹ Linh. Thêm hai con bôi Duyên Hoàng. Được bảy mấy con bôi. Một con bôi cho Nguyễn Thúy. Một con bôi Thông Thúy Nguyễn. Chị nào chưa nghe đọc tên comment lại cho em. Chị nào chưa nghe đọc tên comment lên lại cho em nhé cả nhà nhé. Cái này là không phải là dạng giống như là tôi mua không mua cũng được, không đâu cả nhà ơi. Cái này mới chế phải dùng em là lúc nào cũng phải nói trong đầu là cái này là cái mà gọi là cái gì ta, sản phẩm thiết yếu cả nhà. Phải nhất định là phải rửa chứ không phải là rửa cũng được, không rửa cũng được. Cái đó là sai lầm nha cả nhà nha. Rồi combo chồng không còn, chị nào lấy chốt lên giùm em. Combo chồng không nha cả nhà. Hai chai 59 ngàn. Một combo gì Nguyễn Minh Hiền. Giá thị trường hình như là 4 mấy 5 mấy ngàn một chai á cả nhà. Nếu mà giá thì giá công ty niêm yết là 4 mấy 5 mấy ngàn một chai á. Một combo định mệnh. Rồi bây giờ thì em chia âm cho mấy chị là 59k 2 chai. Chị lấy combo, chốt combo chồng không giùm em ha. Dung dịch vệ sinh chầu không nè. Ok. Bộ đồng hồ đeo màu hồng với Thu Ngọc Nguyễn. 71 combo. Trừ nhà mình xài là 71 combo anh. Một combo Châu Phạm. Rồi combo chầu không còn ha. Em nói chạy đâu cục lợi hết cả nhà. Cứ về thử về rửa dùm em. Một combo Bảo Ngọc. Khi phát luôn nha. Một combo Hương Lê. Một sữa mặt cho Nguyễn Oanh. Rồi chị nào lấy combo chầu không thì chốt lên. Một combo Thủy Thanh. Một cô môi chồng không có Trang Lê. Chảy hết đêm nay luôn mấy chị yêu quay. Đêm nay toàn là sản phẩm thiết yếu không á. Rồi chị nào chưa có, chị đẹp nào chưa có thì comment lên cho em nhá. Em mềm một lưu lên siêu biết. Cả nhà nhìn cỡ này thôi mình hỏi sao. Rồi cô môi chồng không em còn 59k một cô bao hai chai nha cả nhà nhá. 59k một combo 2 chai, em sẽ xem kẻ hết cái này tới cái kia cho nó thiệt. Trời ơi, nó rất lắm đấy chứ ơi. Một combo chồng không Thúy Phan. Còn rồi chị em nào chưa có dung dịch vệ sinh chầu không thì chốt lên giùm em đấy chứ ơi. Này chị là hỏng Việt Nam. Hôm nay em về một cái mã này cực kỳ xịt cho mọi người ha. Đúng rồi, chầu không là dung dịch vệ sinh đó chứ đẹp. Cái hàng này em sẽ còn quà để bán cho mấy chế để gọi đứt hàng ha. Em mà ký hợp đồng được là em có bán quà cho mấy chị.
Combo chầu không Ngọc. Combo chầu không Ngọc Thảo. À, combo chầu không Nguyên còn. Làm thêm lô len siêu vip cho các chị nè. Áo nước mặt còn không? Còn. Đây cả nhà yêu, xịn kinh khủng khiếp luôn á. 79k, một cái lô len siêu vip. Form này 60kg được về ok, có hai màu xanh và tím. Combo chầu không Ngọc Thanh Vương. Rồi cái này có xanh và tím 79 nha. Chốt giùm em mã số 3 kèm màu. Lô len ngày hôm nay 10 cái đẹp hết cả 10, không một mẫu chết. Nói thiệt sự quá đẹp đi. Rồi comment giùm em. Mã gì là 3. 3 79 nha, một cái 3 tím hoặc 3 xanh giùm em nha. Áo đang bật bên có. 3 tím hoặc xanh giùm em. 3 kèm màu giùm em nha. Áo mặc 79 k có đúng 2 cái gì á? Đúng không? Áo mặc 2 cái, nhớ nhớ là có 2 cái coi. Rồi 3 kèm màu giùm em, combo chầu không an toàn. 3 tính hoặc xanh 60kg được về ok. Cái chất len mà hàng 79k thì tất nhiên là nó sẽ khác. Cái chất len mong tôi bị 3x4x nha cả nhà nha. Nên là cả nhà nhìn chất nè. Nhìn chất thì Phong nhìn cái phụ kiện của nó thôi là cả nhà cũng biết là nó xịt như thế nào rồi. Rồi 3 kèm màu giùm em nha. Tím hoặc xanh giùm em. Từ 40 đến 60kg được về ok. Không biết phải gì á. Rồi 3 tím hoặc 3 xanh. Áo mặt thì có 2 cái thôi chị. Bạn chém răng còn không? Đó mới về luôn á. Rồi 3 tím hoặc 3 xanh giùm em. Áo mặc 79k luôn cả nhà. Mấy anh bố trước cho mình cái địa chỉ trong tin nhắn rồi vào like chút đơn như mấy chị. Cái gì? Không, chưa. Rồi 3 tím hoặc 3 xanh giùm em nha. Em sẽ mới hỏi thôi. Bạn giải đang đây, cũng hơi là bạn giải đang được mà về mấy chị ơi. Còn nguyên đẹp được chút ship hàng về tới đây mấy chị. Ban hết trơn mấy thùng bạn trả luôn. Một cái áo mặc cho Ngọc Bảo. Áo mặc còn một. Rồi, bằng chảy răng nè, combo bằng chảy răng 10 cái Thiên Nguyên Nguyễn 10 cái 49 ngàn 10 cái 49 ngàn cho combo bằng chảy nha. 10 cái 49 ngàn, chị nào lấy combo bằng chảy chốt cho em. Em sẽ mất nhiều màu lộn xộn. Ok, cây thỏ. Quả 3, 9, 5. Là combo bằng chảy, cả nhà bằng chảy này thì chắc là cả nhà không có lạ gì rồi đúng không? Tại vì cái bằng chảy này bán nó quá phổ biến. Nhưng mà đặc biệt là giá nó không có rẻ thôi. Đúng không? Bán phổ biến lắm, Bách Hóa Xanh có bán, siêu thị có bán, tạp hóa có bán, nhưng mà nó không có rẻ tại vì giá niêm yết của nó nè. Đây, giá niêm yết của nó nè. Nó đâu có rẻ đâu. Cái hàng này là hàng mà đánh êm nhất từ hồi nào giờ em đánh luôn. Thì đánh êm nhất luôn, không chảy máu trên răng nè, con nít đánh được, người lớn đánh được, ai mà hả? Đánh răng. Đúng rồi, chảy là vì chảy máu trên răng thì cứ chốt bằng chảy này về cho em. Có bằng chảy Trang Lê. 49k 10 cái. Có bằng chảy Trần Mai. Rồi combo bằng chảy còn Thiên Nguyên Nguyễn có áo mặc rồi. Hai combo chầu không như con trần. Chế là lấy combo bằng chảy, chốt combo bằng chảy giùm em nhé. Một combo bằng chảy với Mỹ Tiên. Rồi combo bằng chảy còn, dung dịch vệ sinh chầu không nhưng còn combo 2 chai cho mình. Combo bằng chảy Ngọc Trân Vương. Rồi combo bằng chảy 49k 10 cái nha cả nhà nhé. Này mua đúng là bằng chảy răng nè. Cũng có bằng chảy Kim Quyên. Một cái mình đâu có thể nào. Cũng có bằng chảy Thu Hà. Đâu có thể nào mà đánh lâu được đâu đúng không? Cũng có bằng chảy Huỳnh Trang. Mấy tháng là lo thay rồi. Áo mặc hết chưa? Áo mặc 2 cái. Để thay áo khác. Rồi combo bằng chảy còn. Chế nào lấy chốt cho em 49k một combo 10 cái nha cả nhà nha. Cũng có chồng không như Kim Quyên. Rồi combo bằng chảy 49k 10 cái. Cũng có bằng chảy Thúy Thanh. Combo bằng chảy Lỗ Hà. Combo bằng chảy Nguyễn Thúy. Combo bằng chảy Dương Trần. Combo bằng chảy Văn Trần. Combo bằng chảy Quỳnh Anh Nguyễn. Combo bằng chảy Mỹ Tiên. Một combo chầu không như Tuyền Đinh. Combo bằng chảy là combo chầu không em còn. Combo bằng chảy 49k hả? Áo mặc hết như Nguyễn Trúc Lam, anh chọn của khác mình nha. Combo chầu không là bao nhiêu tiền? 59k 2 chai. Em nói rồi, khỏi đen thì đừng có lo tiền giả mấy chị ơi. Mấy chị gặp và mấy chị cứ chốt thôi. Vô địch tiền giả rồi. Đơn này là ngày mốt, phải đi đơn những chị gặp thêm giờ dồn đơn cho mấy chị thêm ngày mai highlight. Ngày mốt chị nào có đơn cho đi đơn, em chứng minh em không giữ đơn của chị. Em mà một like vậy là mấy chế biết là rất là nhiều á cả nhà. Một lần đi đơn thì rất là nhiều hàng, một lần đi đơn cực kỳ nhiều hàng á cả nhà, cố gắng đi đơn với em nhé. Còn combo bằng chả là combo chầu không.
căn vệ sinh cũng đã về rồi. Không bao chồng không còn, không bao bàn chạy còn nhé. Như Ngọc ơi, vào đầu tôi nhắn từ Như Ngọc anh. Đang vệ sinh tháng. Sinh mới đơn đầu mà chưa nhận được thì mấy chị chờ. Nhận được xong thì chốt tiếp cho mẹ nha. Đang vệ sinh là đang vệ sinh của Thái Lan. Siêu mỏng cánh. Siêu mỏng và có cánh nha cả nhà ơi. Một cây như thế này là 12 bịch. Tặng kèm thêm một bịch. Nó là tổng cộng nó là có 13 bịch đang vệ sinh. Siêu mỏng và có cánh. 99.000 một cây. Băng vệ sinh Thái Lan siêu mỏng cánh 99.000 một cây nhé cả nhà nhé. Nó còn có 12 bịch và tặng kèm thêm một bịch là tất cả là 13 bịch các bạn nha. Và chị nào lấy một bịch một cây băng vệ sinh thì comment một cây bờ bờ sờ giùm em nhé cả nhà nhé. Băng vệ sinh này của Thái Lan siêu mỏng và có cánh. Rồi chị nào lấy comment giùm em là một cây băng vệ sinh giùm em. Cái hộp đen là gì? Cái hộp đen là lịch nam xịn đó cả nhà. À, một cây băng vệ sinh giùm em. Trời hộp ghê trời. Mà cái bộ đồ mà đúng hợp với cái bịch băng luôn á, xanh nè trời. Rồi một cây băng vệ sinh giùm em nhé. 99k. Cái hàng này thì họ lâu mới có được một lần đúng không? Chứ đâu phải là lúc nào cũng có đâu. À, gồm 13 bịch siêu mỏng và có cánh nha. Chỉ là lấy một cây băng vệ sinh thì chốt lên một cây băng vệ sinh giùm em. Một cây mà Phạm Thị Tinh. Một cây Đào Trang. Có đúng 50 cây. Một cây Dương Trần. Có đúng 50 cây. Một cây Kim Quy. Đây, một cây Ngọc Khinh Vương. Ai là phụ nữ mấy chế ơi. Một cây Mai Huyền Nhung. Cũng phải xài cái này. Một cây Dốt Hiền. Một cây như Nguyễn Quýnh Hiền. Để đâu còn lời. Một cây Văn Phạm. Nó, cái băng vệ sinh này em không phải nói nó. Chứ nó thấm mà nó thấm khô cả nhà. Chứ nó không có bị thấm mà ngay cả nhà 4 bước. Và rất là khó chịu. Này đã thấm và thấm khô. Rồi cây băng vệ sinh còn. Rồi trẻ nào chưa có chốt lên giùm em. 99k một cây. 13 bịch. Một cây Nguyễn Lộc. 13 bịch. Một cây Minh Thùy Nguyễn. Một cây Ngọc Bảo. Đúng 50 cây thôi. Một cây Trang Lê. Một cây Nguyễn Phượng. Một cây An Xuân. Một cây Triệu Lan Nguyễn. Một cây Dung Trần. Còn cái chó để lên quần áo. Còn cái chó thì chốt lên giùm em nha. Còn không em sẽ lên quần áo cho mấy chị nha. Đây chị nào chưa có băng vệ sinh thì comment giùm em một cây giùm em nha. 99k 13 bịch. Là chị đang dùng bịch. Thêm một cây Ngọc Bảo. 7.000 bịch. Một cây Lan Đặng. Rồi băng vệ sinh lên còn. Chị nào lấy một cây thì chốt lên một cây giùm em nha. Thanh tắm thì cũng về rồi nè mấy chị ơi. Em thanh tắm cầm hết màu vậy đây chưa. Chị Loan Nguyễn có rồi. Rồi thang tắm em về rồi, xin thị chi ân thang tắm cho mấy chị đẹp vậy luôn. Một cây Nguyễn Thúy. Rồi băng vệ sinh em còn, thế nào lấy một cây chốt giùm em. Băng vệ sinh của Thái Lan nha, siêu mỏng và có cánh. Đây, khăn đây mấy chị ơi, khăn tắm hàng xuất hàng đây. Rồi em nói bực mày cái chuyến này đi. Không bị bàn chải em ra thì là bị dơ khăn tắm, dơ mấy con bon khăn tắm, tức quá tức rồi. Đây khăn tắm bên em nè. Khăn tắm xuất hàng. Thấm hút cực kỳ đây mấy chị ơi. Khổ của nó là 1m4 nhân 70, 70 nhân 1m4 á cả nhà. Mở ra cái cho mấy chị yêu coi nha. Rồi khăn tắm nè. Cây băng vệ sinh đi còn. Quần mặt hết. Một cây với Lệ Thu. Quần mặt hết, băng vệ sinh còn cây. Một cây body và một kích trắng chị Ngọc Khinh Vương. Quần mặt hết nha Út Đẹp. Một cây như chị Nguyễn Oanh. Một cây Thu Thúy Nguyễn. Áo bên mặt 79k. Quần mặt hết cho Kim Luân Nguyễn. Áo bên mặt 79k. Đây khăn tắm hàng xuất hàng 70 nhân 1m4 khăn tắm bự ha. Dũng ơi chưa về chị ơi. Cả nhà biết cái nỗi kinh hoàng mà khi đi vô khách sạn mà xài khăn tắm khách sạn là đúng không đó chứ. Cả nhà biết cái nỗi kinh hoàng đó rồi đúng không. Nên là em nói thiệt chứ em không có khăn thì em lấy lại cái áo cũ, áo em mới thay ra em lau mình chứ em không bao giờ dám vô khách sạn mà em xài khăn khách sạn luôn á. Đây cả nhà ơi. Đấy. Một cây thiết BT. Khăn này thì nó có chỗ để chiêu khăn. Lúc nào mình cũng phải có một cái khăn tắm riêng của riêng mình rồi. Một kem 4k lốt cho Nguyễn, cho chị Nguyễn Oanh. Cái tặng già đúng không? Dạ. Áo mặc hết rồi Đỗ Minh Nguyên. Có. Mới thay áo ha. Còn mới thay. Ok. Rồi combo khăn tắm nè. Rồi hôm nay chị ăn cho mấy chị nè mấy chị ơi. Như đây. 85k. 85k một combo 2 khăn. Một cái áo mặc cho Đỗ Minh Nguyên. 85k một combo 2 khăn. Áo mặc còn hết. Còn. Áo mặc chị Xuân Chương. Áo mặc 79k còn. Đây 85k 2 khăn. Và hai khăn này em sẽ mix combo khăn á, em sẽ mix hai cái hai màu khác nhau cho mấy chế. Khổ của khăn này là 70
20 nha, 1m4 nha cả nhà nha. Chị nào lấy combo khăn chốt lên combo khăn giùm em. Khăn tắm xúc hàng khăn này thì ai mang rồi, ai xài rồi thì mới chết. 4 combo Navi. Em khỏi phải giới thiệu gì, em mất thiệt, khăn này nó quá đã đi. So với cái giá thì mới chết, chưa có khăn nào mà ok được bằng khăn này luôn á. Combo khăn như rồi, combo khăn đúng 50 combo khăn luôn. Mà bị 3 combo rồi, còn 40 mấy combo. Rồi, một cây băng bức phượng, bức phượng. Chị ơi rồi, chốt lên combo khăn giùm em nhé. Combo khăn như Phương Thi 85k một combo 2 khăn á. Khăn này là khổ 70 nhân mét tư, siêu to. Nói chung là cuốn hết mình luôn, cuốn hết cái người mình luôn đó cả nhà. Nè, lông này, lông khăn. Combo khăn Trịnh Ngọc Diệu. Đặc biệt khăn này không đổ lông. Combo khăn của Thanh Nguyễn. Thấm hút cực kỳ và không đổ lông nha. Cả nhà có bất cỡ nào, mảnh cỡ nào cũng không đổ lông cho em. Không đổ lông nha mấy chế yêu. Combo khăn Đỗ Hà. Combo khăn còn một combo là 2 khăn 85k. Cô mua khăn Ánh Phạm. Vậy là có 4 mấy nha, một cái khăn bự này. Cô mua khăn Hồng Hạnh. Giống như cái mờ nó. Như Ngọc là. Như Ngọc giờ xuống thoại 495 rồi, vào đọc tin nhắn, đọc kỹ nội dung tin nhắn với mình đi chơi. Khăn này không ra màu. Nè em đi cam kết nè. Không ra màu, không đổ lông. Cả nhà yên tâm nha. Cô mua khăn Linh Nhi. Thấm hút. Cực kỳ. Còn còn combo khăn băng vệ sinh. Có mua khăn như Bích Phượng, Bích Phượng. Có combo khăn, cái này toàn màu sáng sáng không? Khăn này toàn màu màu đẹp, đúng không? Toàn màu đẹp. Rồi combo 2 khăn đây là 2 khăn là 85k. Có mua khăn Ngọc Khanh Vương. 2 khăn 85k. Trời ơi, tay không ôm hết được mấy cái khăn luôn đó. Mình chưa biết chỗ nào nó quấn đã ha. Combo khăn cò. Chị em nào chưa có thì chốt lên giùm em 2 khăn, giá là 85k. Hủy diệt cho giá hủy diệt, anh nói thiệt, đêm nay là giá hủy diệt mà. Rồi chị nào lấy combo khăn, chốt lên combo khăn giùm em nhé. Cái băng vệ sinh còn, băng vệ sinh còn như cây. Băng vệ sinh được 41 combo. 41 cây rồi hả? Ok, băng vệ sinh còn có mấy cây à? Cảm ơn Navi. Băng vệ sinh còn mấy cây. Khăn em cam kết cho mấy chén hả? Không đổ lông, không ra màu nhé. Áo đang mặc có mà chị ơi. Lộn cái chỗ không đúng không? Đây đây, để áo mặc, đây áo mặc có hai màu, áo mặc có hai màu xanh và tím, xanh và tím. Lấy một áo mặc. Áo mặc hai màu xanh tím 79k 60 tím thuộc về ok. Áo đâu mặc còn gì mấy chị? Áo mặc tím hoặc áo mặc xanh giùm em. Rồi áo mặc tím hoặc xanh giùm em 79k. Combo khăn còn, combo khăn bên bán chỉ có 85k hai cái thôi cả nhà ơi, em nói thiệt giá bị diệt, giá bị diệt. Hàng khăn của bên em đúng bao chuẩn loại một cho mấy chị nha. Không đổ lông, không ra màu. Rồi, áo mặc xanh như Bức Phượng. Áo mặc xanh tím. Đây còn giải răng nè, băng vệ sinh còn được mấy cây nè, còn nè. Đúng mặc bị nhiêu đó. Áo mặc 60kg vừa không? Được. Lên mà. Lên mà mấy chị. Áo mặc có bị gì không? Còn coi được không? Áo mặc có xanh, có tím nha cả nhà nha. Chốt lên áo mặc xanh. Áo mặc xanh là chung ngân Trương Ân Nguyễn. Áo mặc còn xanh tím. Áo mặc còn một cái xanh một cái tím hả? Ok, cho xem lại băng luôn em ơi. Áo mặc còn xanh và tím. Quần mặc hết rồi chị Thịnh Phát. Áo mặc còn xanh và tím nhé. Đây. Băng vệ sinh Thái Lan 13 bịch. À, 13 bịch nhỏ có cành. Em xin phép em xé một cái bịch này ra nha. Tại vì đợt trước về là em đã lấy rồi mấy chế. Nên để vừa băng lấy đó. Ok, thì xé băng. Hà Vi khách mới inbox cho mình trước cái địa chỉ rồi ra like chút đơn nha. Đây mấy chị, 13 bịch như thế này nè, 99k một cây. Băng này là hàng siêu mỏng và có cánh nha cả nhà ơi. Em không bán hàng không cánh. Đây 13 bịch như thế này đây. Nè mấy chị đếm nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Áo mặc còn xanh tím 6, 7, 8, 9, 2 cái điều như vậy. 10, 10, 11, 12, 13 bịch. Rồi 13 bịch băng vệ sinh, giá là 99.000. Đây 13 bịch nha cả nhà nha. Em lục lại, bọc băng được cho hết. Em lục lại nha, lục bỏ nhớ cho bọc lại. Rồi chế nào lấy cây băng vệ sinh, chốt cây băng vệ sinh giùm em. Dạ, khách mới mới cho 99.000. Còn khách cũ thì khỏi với mấy chị. Rồi chị nào lấy, cái này là Laurier, cũng là hãng Laurier nhưng mà của Thái Lan á cả nhà ơi. Một cây mình, băng như Nhân Phạm. Việt Nam mình cũng có đúng không? Hai cây băng như Thịnh Phát. Nhưng mà này là hạt Laurier của Thái Lan á. Tại vì cái công ty này mới chết, nó là có mặt ở trên có mấy chục quốc gia và vùng lãnh thổ mà. Mới chế biết không? À, cái gì cũng vậy đúng không?
từ Omo hay một là... cây băng và một con bôi dầu không nha Hiền Trương. DS hay là cái gì của Thái nó vẫn tốt hơn, tốt hơn của Việt Nam mình. Thái không biết hay thì tại sao con thơm vậy, con thơm Thái cũng tốt hơn con thơm Việt Nam này, cũng thơm hơn đúng không? Vậy nên là nó nhiều cái nó hay lắm, nó không lý giải được. Rồi một cây băng vệ sinh là 13 bịch như thế, giá là 99k. Rồi chị nào lấy một cây, chốt một cây, lấy mấy cây, chốt mấy cây giùm em nha. Đây, cho một cái bọc làm mẫu đi. Lỡ tháo này nó hả, lấy cái bọc khác làm mẫu đi. Dầu không dung dịch vệ sinh, dầu không 2 chai cả nhà ơi. 2 chai mới 59k hả. Này là thơm nè, mát nè. Thơm mát cực kỳ, hàng công ty. Mấy cái mà hàng công ty thì em nói mấy cái xài là mấy cái chị có ghiền, ghiền phê luôn đó cả nhà. Không thèm xài mấy cái loại khác. Đặt một combo dung dịch dầu không giá là 59.000 hai chai. Áo mặt 79.000. Một cây bao nhiêu phun huỳnh? Áo mặt 79.000. Một cây xuân trần. Băng còn mấy cây? Băng vệ sinh còn mấy cây ha? 50 luôn mà. Đúng rồi. 50 cây đây. Được đúng 50 cây rồi. Cái nào lấy băng vệ sinh chốt lên. Một cây bao nhiêu Mỹ Dân? Lên áo xịt sò cho mấy chị biết nha. Còn ăn nguyên còn, băng còn. Ôi, còn mới đi nữa. Dung dịch vệ sinh còn. Đây. Một con bôi trầu không Lan Đặng. Áo em nói em bán áo mới chứ. Con bôi trầu không Minh Gia Gia 79.000. Chất len 79 nó sẽ khác hàng 4959 nha cả nhà nha. Vậy như chế nhiều khi ủa cũng áo len là sao bán mắc hơn ta không có. Áo len mà 4959 39.000 á, đấy 4x thì nó sẽ cái chất nó khác, chất nó sẽ mỏng hơn. Để nó làm cho giá nó rẻ xuống, nó hạ giá thành á. Còn mà cái hàng mà 79.000 thì chất là ôi khô giặt máy khô tư. Mặc thoải mái. Rồi băng vệ sinh còn, rồi không còn. Rồi 79 nha cho em nè, hai màu trắng và đen, 60 kg độ về ok, từ 40 kg trở lên 60 kg độ về ngang vừa. 79k. Chốt giùm em mã số là 15 kèm màu trắng hoặc 15 đen. 15 trắng hoặc đen giùm em. Kết mới anh bốc cho mình cái địa chỉ trước rồi còn lại chút đơn. 15 có trắng hoặc đen giùm em nhé. Chốt lên 15 kèm màu từ 40 tới 60 kg ngang vừa, 79k. Mã 15 kèm màu giùm em, còn mã hot thôi em nói tối nay lên vừa chất đẹp vừa mã. 15 trắng và đen thành phát. Thành đẹp đó, 15 còn trắng mà. 15 còn trắng. 15 còn trắng, áo đang mang còn mà 15 còn trắng mà. 15 còn nhạc, ê chúng ta 15 màu trắng ngọc trân. 15 còn trắng. Rồi 15 còn trắng nha cả nhà ơi. Thanh Bởi thì cho em cái địa chỉ rồi mình 15 còn trắng thôi. Trong cái địa chỉ rồi mình hẳn vô mình chốt đơn với em nhé. 15 màu trắng ở Duyên Hoàng. 15 còn trắng còn một cái trắng. 15 màu trắng hơn Ngọc Maria. À, đây cái mã này cho mấy chén. Chị Quang Kim cho chị Huỳnh Liệu. Khách mới vào tin nhắn Messenger cho mình xin cái địa chỉ rồi vào lại chốt đơn. Đầm len xịt đây mấy chơi. 15 màu đen còn hết. Đầm len 99k. Hai màu đen và hồng. Đen và hồng cho em 99k. 55-57 kg độ về ok. 21 đen hồng 99 nha. Có áo len, có đầm len và có khoác len. Mưa lạnh lạnh thì mùa len tới rồi mới chết. Và đặc biệt cái len này nó không quá dài. Dài vừa phải vậy mà. Không quá dài, không quá nóng nhưng mà thôi. Nó không phải mỏng nha, tại nhà ơi. Như là em nói rồi. Cái này là nó cũng được sửa mỏng. 15 rồi rồi tiếp như ơi. Hoàn hảo cho cái thời tiết này luôn á. Rồi cả nhà ơi, có hồng và sập, có hồng và đen. Sập kèm màu 99k, sập hồng, sập đen. Mà 21 có 21 hả? Ok, 21 hồng đen. 21 hồng và đen bon trần. 21 còn đen. Hồng 21 còn hồng. Thầy tỉnh ra nó nói con nào anh em thầy xịt ba con đó. 21 còn hồng 99k, 21 còn hồng. 21 còn hồng nè, cả nhà ơi, chế nào lấy 21 hồng, chốt 21 hồng. 21 còn hồng 99k cho đầm len hồi chưa còn. Và 21 còn hồng á chị ơi. Ok, Bon Kim một áo đang mang cho Bon Kim. Áo đang mang còn một xanh một tím. Áo đang còn cái tím nha. Chị Lan Trần ơi, vào tin nhắn đọc và cho em xin được cái địa chỉ đi chị. Và 21 còn hồng á chị đẹp ơi. 21 còn hồng lên Việt Nam cho mấy chị luôn ha. Cái này là mấy chén nè. Mua về đẹp chồng nè mấy chị. Mua về đẹp chồng cho em full hộp nè. Tem thẻ này cả nhà. Khoảng 21 màu hồng cho Tuyết Như. 21 còn hồng. Buồn mặt hết rồi chị Huỳnh Liệu ơi. Một con bô bằng chả răng Bích Phượng. Thẻ cứng nha cả nhà ơi. Giấy nè. Hàng này hàng công ty. Thôi được một lô mà hú hồn chị mén. Giấy tờ hàng hồng. Có thẻ cứng luôn nha. Hộp xịt sò. Giấy tờ thẻ cứng. Chất da thì ôi thôi. Ôi thôi nó xịt. Cả nhà ơi, cái này dễ em làm lắm. Em có làm cho con trai em tái làm thử cái mặt của nó này mấy chơi. Mặt đá.
mặt đá sticky á cả nhà. Ok cho xem máu mặt tím. Ok chờ em xíu. Cả nhà về gắn thì vô cho em. Cái này không có cần đục lỗ nha. Không có cần đục lỗ nha mấy chị. Lấy áo mặt tím còn mang áo mặt tím giùm em nha. Tại chỉ cần gắn cái này vô thôi, không cần đục lỗ đục lít. Quần liệu quần trắng 60kg. Quần trắng không có. Dồn quần liệu quần hết rồi nhưng mà quần liệu phải vào tin nhắn cho mình xin cái địa chỉ trước rồi mới ra like chốt đơn được nha mấy chị. Tao chết da phải chết rồi trời trời ơi. Cái này là nó đúc. Sợi này đúc nha, không phải da đâu mọi người ơi. Nó đúc. Ba cây là... ba cây băng nhân cuốn vô cuốn. Trời ơi, cuốn vô cuốn chờ băng vệ sinh quá lâu rồi đúng không? Nè, cái này là mấy chế nhìn chết da nè. Bình thường nếu mà da dở mấy chế bẻ về. Mấy chế gấp về là nó sẽ bị gãy da đúng không? Nó sẽ bị gãy da đúng không? Còn da là mấy chế ơi gấp thoải mái cho em cũng không bị gãy da. Ok chưa? Ok chưa mấy chị đẹp? Đó. 75k một sợi nịt. 75k thôi đó mấy chế ơi, mà mấy chế thấy dịu chưa? Đi dự chưa? Không gãy nha. Cái da khác, da dởm hay là da phát ke hay là đồ dởm là mấy chế thấy mấy chế gấp vậy là nó bị gãy da, nứt 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 da rồi. Và đặc biệt là hả, mang vài bữa này nó bị lột ra, nó bị bóc lớp lớp lớp. Một combo 2 cái 85k. Còn này em nói mấy chị mang mấy năm trời. Trừ phi mấy ông để lạc mất thôi. Trừ phi mấy ông để lạc mất chứ còn mang là còn một chính là chưa Ngọc Khánh Vương. 75k, còn mang là còn được hoài. Nè, dễ mang lắm mấy chị ơi. Muốn ngắn muốn dài tùy nha mấy chế nha. Muốn ngắn muốn dài tùy. Nếu như mà muốn hả, muốn muốn nó ngắn lại thì mấy chế cắt đi. Lấy kéo cắt đi nha. Tháo này ra cho mấy ổng. Một là chữ quản xuống tùy. Cắt đi nha. Tại nhà cái này muốn ngắn muốn dài vậy đó. Một là trung hình phượng. Chà. 75k một hộp. Bằng bao nhiêu một cây? 99k. 99k. Đây nịt nè. Một là chữ Hiền Minh. Tem thẻ giấy tờ đầy. Một khai của Quỳnh Nga. Tẩy tới bầu chiếc cà phê cuối hồi đã bạn. Một nịt cho Nguyễn Minh Hiền. Cho một là cho Diệp Nhiên. 75k. Một là cho Út Hiền. Đang khối hàng công ty thanh lý. Một là cho Cún Lê Cun. Thẻ giấy tờ tem cứng nha. Cứng thôi là đủ hết cho mấy chế nha. Một là cho Mỹ Linh. Rồi chế nào lấy lịch chốt lịch 75k một lịch cho em. 75k chọn hàng công ty. Áo mặc bao nhiêu tiền? Áo mặc là 79k còn đúng 1 cái. Còn đúng 1 cái một. Rồi chị em nào lấy một lịch chốt một lịch cái này để cho anh hai luôn đi. Một là cho Phượng Hằng. Một là chú Nguyễn Nguyễn. Ổng có một, ổng không thèm địch, ổng nhạc dở. Một là chú Quân à. Trần. Ổng thèm, ổng thấy cái địch. Một là chú Trần Lan Anh. Một là chú Lưu Thúy Nguyễn. Không có màu màu khác như Duy Ngọc Thanh Vương. Không có màu khác đó. Địch một màu, một mẫu. Một màu một. Địch này màu đen là hả? Ông nào cũng mang được màu đen. Một là chú Lan Đặng. Một là chú Thịnh Phát. Vân Trần có rồi. Tem thẻ này mới một là chú Thu Thúy Phan. Quần tem mang cứng. Hết rồi, dùng hình liệu qua nghe rõ giùm em nha chị. Tem cứng nha. Xịt lắm, cả nhà ơi, giấy tờ hàng công ty. Một áo mặc cuối cùng dùng cuốn nếu cuốn. Hết áo mặc luôn. 79k. Hàng hãng thanh lý á cả nhà. 75k nè, lịch 75k nha cả nhà ơi. Chế nào chưa một có. Một là chú Bích Phượng, Bích Phượng. Một là chú Kim Nguyên Đặng. Quần mặc hết cho Phan Diễm. Quần lịch em còn. Áo mặc hết rồi con chuột rồi, bây giờ chỉ còn áo mặc màu tím đúng không? Rồi. Hết luôn rồi, gọi là áo mặc hết luôn nha mấy chị. Rồi, nịch còn, chỉ nào lấy nịch chốt nịch cho em nha. Hai nịch cho Thủy Thanh. Một là cho Thanh Nguyễn. Rồi, nịch 75k một hộp đó cả nhà ơi. 75k một hộp, chỉ nào lấy nịch chốt nịch cho em. Một là cho Lan Nguyên. Thanh Tắm có bao 2 cái là... áo mang hết rồi chị. Băng vệ sinh thái hả à, thôi, đúng rồi chứ đẹp ơi. Lâu lắm mới về được nhé. Băng vệ sinh thái. Thêm một mình cho Diệp Nhiên. Cả nhà địch mấy chế mua cho con, cho ông xã, cho bố vợ, bố chồng gì đều ok hết mấy chế. Thịt mua được quần áo mặc rồi. Mua cái gì mấy ổng không thích cho mấy chế, đảm bảo mấy chế mua cho ổng cộng địch là mấy ổng mừng dữ lắm. Hộp gì nắp đỏ, à tẩy tế bào là chứ. Quế hồi. Quế hồi. Cà phê. Quế hồi và cà phê. Để cái hồi chế này đã giữ nhẹ cho da. Cực kỳ luôn, được review mạnh mẽ bởi các hết lớp vô nổi tiếng. Hai cái băng chị Bảo Châu Trần. Được review mọi mấy cái team blogger nổi tiếng các bạn nha. Rồi chút xíu mình lên luôn cho mấy chị xem luôn nha. Chẳng có chết đúng không? Rồi cho xem lại băng luôn em ơi. Ok, băng còn mấy cây vậy không? Băng 13 bịch nè, băng vệ sinh thái nè. 13 bịch 99k. 99k. Một cây này là 13 bịch đó cả nhà. Nè, một cây này là gồm 13 bịch, giá là 99.000. Nó xài nguyên cả năm trời, 99.000 xài nguyên cả năm trời các bạn nha. Rồi băng vệ sinh vui nữa thì xài 2 năm mới hết nổi.
Cả nhà ơi, 99k một cây băng nha. Trẻ nào lấy một cây băng chốt một cây. Rồi bà sờ giùm nha. Sắc hơn có chứ đẹp ơi. Từ từ em sẽ lên hết cho mấy trẻ. Đầm lan hữu không? Có chứ. Có chứ. Rồi cả nhà ơi, trẻ nào chốt gì thì comment lên giùm em nha. Một cây băng là 99k, dạng 13 bịch. Nó là hàng siêu mỏng và có cánh. Hàng Laurier, Laurier của Thái Lan á. Laurier của mình thì đầy rồi đúng không? Này là Laurier của Thái. Hai cây băng cho chị Nhung Nguyễn. Có sắc thơm nha mấy chị. Còn bao nhiêu cây băng? Một cây băng như hình xoan. Rồi Việt Nam em còn hả? Sắc thơm 79k thần sắc thôi. 9 cây 50 một cây chị Loan Nguyễn. Có 50 cây băng thôi. Nhà không có về nhưng mà mấy chế là về được cái này nè. Chị Nhung Nguyễn có 2 cây băng rồi nhưng có lấy thêm, còn mang thêm nhiều mà. Ai ăn một lần gì nhưng mà xỉ nó đi. Em sẽ lên em ăn thử cho mấy chế coi. Em ước gì mà hả? Không cho. Một cây băng cho Nguyễn Kim. Cây băng còn không? Sắp hết là còn mấy cây? Mấy cây? Mấy là mấy, 1 hay 9? Được nhiêu cây rồi, được nhiêu cây rồi? 42 rồi. Còn 8? Là còn 7 á. Vậy mở lên cây còn 7. Bởi vì còn 7 cây băng. Rồi hai sắp thôi như thịnh phát. Còn 7 cây băng vệ sinh hả? Rồi áo 79 nha. Một người cho thiết VT. Một cây băng Thanh Nguyễn. Nhung Nguyễn là lấy một thôi em ơi, bấm lột á. Ok. Dạ, bỏ chị Nhung Nguyễn ra một bill đi con. Bỏ một bill của chị Nhung Nguyễn ra. Số cái gì đó rồi? Ba. Là 42 cây á. Bỏ một bill là còn 42 đúng không? Bỏ một bill cái này đây chị. Dạ. Nghe chưa? Rồi xíu nữa anh sẽ lên nha. Tẩy cái bò chép và hạt hướng dương. Điểm caramel cho mấy chị nha. Rồi form này từ 40 tới 60 chứ được này. Ok, 79k nè. 79k. Len 79k thì nó tất nhiên là nó sẽ xịn hơn hàng len ba mấy bốn mấy ngàn á cả nhà. Nên là cả nhà đừng có coi sáng giá, cứ nhận về và coi chất lượng và nói giùm em ha. Cái này comment giùm em mã số là 20 nè. Rồi chốt giùm em mã 20. Cả nhà ơi tương tác bài viết lên với em nữa nha cả nhà nha. Rồi chị nào lấy 20 thì comment lên giùm em mã 20 cho cái áo em đang ướm trên người đi ha. 79k mã 20 cho Vin. Hôm nay áo này em nói 10 cái đẹp hết cả 10 luôn á. Ở nhau thì hết hả? Rồi mã 20 này được mấy cái? Mã 20 của chị Ngọc Diệu. 20 còn. Em sẽ lên cho mấy chế. Bịch hạt hướng dương này là bị caramel. Cả nhà em bệnh viện cái này mẹ đi săn cái hãng này từ Tết tới giờ. Mấy cái này là muốn thấy Tết hả? Mã 20 dù con Trần. Cảm ơn cho mấy chế con. Mã 20 dù Loan Nguyễn. Vừa mới cắn cái hạt hướng dương là nghe cái vị thơm của nó rồi. Vị thơm, vị ngọt của nó rồi. Hạt hướng dương bị caramel, ăn mà chưa ăn cái này em nói tiếng nguyên cận. Giữ môi em tặng hết cho mình sang. Thúy cả nửa đời người. Nói thiệt, anh thử đi một lần cho biết thôi mấy cái ơi. Một bịch này nửa ký nha. Một bịch này nửa ký. Và giá của nó nè. Mấy chị hủ hồn, em chưa kêu giá luôn á. Nhưng mà rẻ hả? Mấy chị biết không, em đi viện á. Em ra hay ra bắt sang sang mấy cái mã này lắm. Nhưng mà bắt nó sang chỗ em nó không có có việc này. Nó hiếm có lắm chứ mà không có. Cũng có. Tại vì em cũng có mua được lần, hai lần. Nhưng mà bịch của nó nhỏ chút ép à, 40 mấy ngàn. Bịch của nó 150g mà đã 30 40 mấy ngàn rồi đó cả nhà. Để chờ em chia giá và em cho mấy chị coi cái bịch hướng dương này nửa ký rồi đó. Bịch caramel nha. Ngon, cực kỳ ngon. Em một thùng ra điểm có được bao nhiêu bọc chị bé? Hướng dương này ăn nóng không chị? Không, hướng dương mà nóng thì mới chết. Mấy chị đừng nghe ai nóng hay gì không. Mấy chị biết là ăn hạt á, ăn mấy cái hạt thì rất là tốt. Rau, củ, quả và hạt. Cả nhà nghe dinh dưỡng từ hạt chưa? Dinh dưỡng từ hạt thì rất là tốt. Không có nóng giống như là nghe lời đồn của các giống như mấy người hồi xưa người ta sẽ ăn cái này nóng lắm, mấy chị nóng lắm. Nhưng thật chất không phải đúng không ạ? Đến thì mọi chị coi bao nhiêu tiền một bịch. Mấy chén này ăn này, mấy chén nhớ ăn rau, củ, quả và hạt. Dinh dưỡng từ hạt là nó còn nhiều hơn rau, củ, quả nữa. Rồi chờ em chia ra đó rồi em ạ. Khác nhiều như Nguyễn Lan. 59k cả nhà ơi. 59k một bịch á. Hồi chén nào lấy hạt hướng dương, chốt đây một bịch hạt hướng dương giùm em nhé. Nửa ký là 59k. Đây em mua thị hả? Mua tất nhiên là mua trong Bách Hóa Xanh hay siêu thị thì nó sẽ cao hơn hàng em bán á. Để em bao cho mấy chị nha. Nó còn bán hàng này nè. Các bạn mấy chế coi. Mấy chế chụp cái thương hiệu lại giùm em nha mấy chế. Ngon, cực kỳ ngon.
khác vị hướng dương như thường nhiều, chứ vị hướng dương thường á thì nó là dạng vị truyền thống, nó không có một cái vị gì hết. Còn cái vị caramel một này nè, vừa thơm vừa ngon. Cả nhà ăn, em nói thiệt, nếu mà không ngon á, cho cả nhà lên like, cả nhà chửi em thề luôn. Nếu mà không ngon, hai bịch cho anh Đào Hà. Tại vì biết là mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau rồi đó. Một bịch cho Lâm Kim Hoài. Nhưng mà em cam kết nha, không ngon em cho mấy chế một lên like chửi bạn, thẳng vào mặt em. Dám cam kết như vậy á. Một bịch cho Hình Phượng. Cả nhà cứ yên tâm. Cảm ơn bạn Xuân Thùy. Biết là mỗi người một vị rồi, nhưng mà em nói em đảm bảo là 10 người một ăn, 10 người chung sẽ bị ghiền. Em là người kén ăn cực kỳ, mà em còn đi săn nó mấy chứ, em săn từ Tết tới giờ là cả nhà hiểu rồi. Một bịch cho Nguyễn Lan, 198. Không bao nhiêu bịch? 20. Cũng có 20 thôi hả? Một tẩy da chết. Một không có 20 bịch à. Một bịch trắng và một bịch hướng dương cho Trang Lê. Hai chục bịch thế hả? 20 bịch chắc đủ luôn rồi. Có hả? Một thùng 20 bịch mà 3 thùng đúng không? Chắc về được 3 thùng ha. Một bịch hướng dương cho Trường An. Hai bịch cho Nguyễn Lộc. Cái này mấy chế chốt mấy bịch, chế chốt một bịch rồi về là tiếc ráng chịu. Kêu em đi săn thêm là em nó không có đâu. Từ Tết giờ mới có được một lần đó. Một bịch cho Trịnh Ngọc Diệu. Một bịch cho Kiều Diễm. Nhưng một bịch cho Minh Thư. Về ăn không ngon cả nhà cứ bỏ theo dõi em. Một bịch cho Phạm Thúy. Hứa chị ăn không ngon cho bỏ theo dõi luôn. Một bịch cho con chuột. Năm một bịch cho Dương Trần. Bịch này nửa ký mà. Hai bịch cho Phương Chi. 58 bịch cho nhà mình, 2 bịch cho. Một bịch cho Hình Thủy. Bịch này tải khui rồi. Một bịch cho Quảng Xuân Thùy. Một bịch à, hai bịch cho chị Nguyễn Minh Hiền, 772. Rồi 59k cả nhà ơi. Nhanh tay chốt đi. Một bịch cho Mỹ Tiên. Một bịch cho Ngọc Dung Lê. Một bịch cho Leona. Ngon lắm các. Một bịch cho Vân Trần 002. Em còn gì? Dạ đúng rồi. Vậy thì em nói với chị, vậy thì em mới dụ với chị thử mua đi nha. Thử mua. Hai bịch cho Quỳnh Nga. Đi dí em không có hàng rồi, đều là dí đâu. Một bịch cho Kim Phi. Còn bé cháu em hồi nó có mới có 1 tuổi. Một tẩy da chết ở Trường An. Là em đã mua về em bán. Em lột cho nó mấy hộp xong nó dí theo em. Một bịch cho Thái Phan. Cái này nè, mới hơn 1 tuổi hả. Một bịch cho Huỳnh Sang. Ba bóc rồi, nó có gì như này, kinh khủng khiếp. Hộp gì trên ghế? Việt Nam. À, hộp nịch nha mấy chị. Việt Nam. Hai bịch cho Thu Thúy Nguyễn. Hai bịch cho Thân Trần. Dạ cảm nói chung là khó tả. Một bịch cho Nguyễn Oanh. Đúng rồi, em cảm ơn mấy chị. Mà mấy chị biết không? Một bịch cho Nguyễn Thị Ngọc Anh. Cái hàng này nè. Một bịch cho Đinh Cúc. 10 hộp nó to bự đều hết cả 10. Một bịch cho Bon Trần. Hàng này là hàng tuyển á. Nè. Nó 10 hộp nó sẽ đều hết cả 10, nó không có hạt lép. Nó không có hạt nhỏ, nó cũng không có hạt lép. Nó không có hạt bị hư giống như mấy cái hàng truyền thống. Tại vì cái hàng này là hàng tuyển để mà làm ra cái vị caramel này nè. Để làm nó ướp vị caramel á. Nên là nó không có hạt hạt nhỏ, hạt hư, hạt lép gì đâu. Chúng ta 10 hộp đều hết cả 10 luôn. Còn không ạ? Nè còn mấy bịch nè cả nhà ơi. Thêm một bịch cho Quảng Xuân Thùy. Đúng rồi, chỉ nào thêm chốt thêm nha. Không về tí sáng chịu á. Hai kem bôi này cho Nguyễn Thị Ngọc Anh. Rồi hàng hướng dương em còn á cả nhà ơi. 59k một bịch. Một bịch này là 500g ha. Một bịch 500g. Nhưng mà em nói em nhanh lắm. Em nhanh khủng khiếp. Ôi, bịch này là 75k một hộp đó. 75k một hộp. Rồi chỉ nào lấy một hướng dương đó thì comment cho em một bịch giùm em nha. Ăn rồi lên like cho em xin review chiếc bánh nha. Tẩy da chết với cà rốt. Đây cả nhà ơi, tẩy da chết này là quế, hồi, cà phê. Mấy chết, nhiều khi vận chuyển đi đường này nó có thể là nó bung mấy cái này. Thêm một bịch hướng dương cho Quỳnh Nga. Nó ngót béo, cả nhà thông cảm giùm em một xíu nha cả nhà. Cái này là phải hết sức thông cảm. Đây tẩy da chết này là quế, hồi, cà phê. Ăn hot 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 nha. Em sẽ test thử cho mấy chế coi trên like nha. Tẩy da chết này là tẩy toàn không. Thơm nè, không kích ứng da nè. Rất là dịu nhẹ, tháo không mồ đâu. Một bịch tự nhiên vi phạm. Bịch gì? Hạt gì? Bịch gì? Một hộp lịch tự nhiên vi phạm. Cả nhà, em sẽ lấy tẩy cho mấy chế vô coi nha. Này là tẩy toàn thân, từ cổ tẩy xuống cho em. Tẩy từ cổ tẩy xuống cho em. Mấy chế cứ để khô nha, cái này là tẩy khô. Nhà cứ lấy và cả nhà cứ tẩy như thế này cho em. Bao nhiêu nè, da chết nè, cặn kem nè ha, rồi hả, cái dơ, nói chung là có gì trên da là nó sẽ lấy đi hết cho mấy chị đẹp nhà mình nè. Nó sẽ hôm nay không có Hana nha Nguyễn Thị Ngọc Anh. Hôm nay không có Hana, có dung dịch vệ sinh trầu không, rửa thử một lần nữa mới chế bỏ Hana luôn. Nói thiệt nghĩ rửa thêm rửa Hana luôn mà giá nó thì là quá rẻ, nó hot nhưng mà cái dụng
độ BA của nó quảng cáo nó không có được bằng Hana, với lại nó không có chỗ không có nổi tiếng như Hana, nên là hả, về BA nó dở hơn, ít người biết tới hơn, chứ thật ra chất lượng của nó còn tuyệt vời hơn nữa. Đây cả nhà nhìn tẩy nó bao chết nhá, chưa thấy không? Tẩy đây đâu nè, bao nhiêu, tại vì biết sao em tới bào chế rất nhiều nè, với lại em xài kem body á, tất nhiên là sẽ có cặn kem đọng lại trên da, chứ không thể nào mà tắm nó trôi hết cặn kem hết, đúng không? Rồi mấy chế nhìn đi, tẩy xong một cái mấy chế tẩy nhìn hú hồn chưa, tẩy xong rồi mấy chế tắm lại bằng nước sạch cho em đảm bảo mấy chế rời vô như da em bé. Đặc biệt là này nó thơm nhá, thơm mùi cà phê, quế và hồi, thơm lắm luôn, không kích ứng da, da nhạy cảm xài được hết. 79k một hũ này, nó mới chế xài cả năm trời. 79k tẩy da chế này xài nguyên một năm trời cho em nhá, nguyên một hũ này nè. Đấy, chế nào lấy tẩy tế bào chết comment một tẩy tế bào chết giùm em nhé. Tẩy tế bào chết để tẩy không tẩy khô vậy đó cả nhà ơi, trước khi tắm á lột đồ ra một cái là đứng mà xoa mà tẩy vậy đó, tẩy xong rồi cái tắm là bằng nước sạch là ok. Này cho em đi rửa tay cả cái nhá, gớm không cả nhà, gớm hả, gớm kinh khủng luôn. Rồi tẩy đâu mà chết 79k, chế nào lấy một tẩy đâu mà chết chốt cho em nhá. Bởi vì em nói mấy chế có xài kem hay không xài kem gì mấy chế cũng nên tẩy đâu mà chết cho em, cái để cho da lúc nào nó cũng sáng và nó mịn nhá. Tẩy vào chết lấy gì, lấy gì hết, có cái tẩy vào chết trên da giúp da cho mịn và sáng hơn. Nhưng mấy chế biết là mình nó một ngày là phải cả tỷ tế bào nó chết đi, một tỷ tế bào già mà chết đi, mà tắm thì nó không sạch hết đâu nha. Đúng rồi, trừ không một combo hai chai là 59k nha mấy chị. Nó sẽ đập trên da nè, nó đập ở cái lỗ chân lông. Một tẩy tế bào tự nhiên vi phạm. À, không, càng ngày nó sẽ tạo một combo dung dịch trầu không Nguyễn Thị Ngọc Anh. Tạo thành cái lớp sừng á. Một tẩy tế bào chơi hoàng nga. Có được có mấy ba mấy chai. Một tẩy da Nguyễn Lộc. 79k có ba mấy chai vậy? Hai tẩy da, tẩy tế bào cho thịnh phát. Em đặt nhiều lắm mà không có. Một tẩy tế bào Nguyễn Kim. Về được có. Một tẩy tế bào Dung Nguyễn. Một tẩy tế bào Mỹ Dung. 32. Một tẩy tế bào chị Phạm Như Hằng. Một tẩy tế bào Nguyễn Oanh. Một tẩy tế bào chị Minh Thư. Tiêu đề hôm nay em ghi có chữ cháy vi phạm cộng đồng vậy nhé. Kìa. Ừ. Ôi là cho cháy cũng vi phạm đó hả? Ừ. Bởi vì nó chốt gì mà nó khó kinh khủng luôn đó trời. Em không nhắc em. Cái này cháy hơi bị khó. Ừ, bởi vì chứ gì đâu mà. Còn không? Còn chốt tẩy tế bào không? Nó không ấy được đúng không? Một tẩy tế bào của Nguyễn Vi. Không lên được luôn đó. Một combo trầu không với thân trần dơ hơn. Bịch màu xanh là bịch gì? Băng vệ sinh Thái Lan. Chỉ còn vài cây băng vệ sinh thôi các chị. Còn vài cây, bao nhiêu cây? 7 cây. Rồi tẩy tế bào chết em còn. Cả nhà đừng có. Nói chung là mấy chế chăm sóc da, mấy chế sức kem mà mấy chế bỏ qua cái lớp tẩy tế bào chết da là coi như mấy cái bước sau bỏ hết. Hả? Coi như là hả? Bỏ qua cái bước đó là các bước sau là bỏ hết nha cả nhà nha. Tại vì mấy phía sau cái lớp sừng á, cái lớp tế bào chết á, lâu ngày nó sẽ đóng thành cái lớp sừng. Và mấy chế nó là lớp sừng đó nó sẽ ngăn không cho kem thấm sâu vô da, đó là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là càng ngày da mình nó càng xỉn màu, nó càng sần sùi, càng xấu xí đi, nên là cứ phải tẩy tế bào chết thường xuyên, toàn thân 5 ngày tẩy một lần giùm em. Rồi trên mặt có tẩy tế bào riêng của mặt, mặt á thì một tuần mình tẩy một tuần mình tẩy lần với toàn thân á. À, mặt á 5 ngày mình tẩy một lần, toàn thân một tuần mình tẩy 2 lần kem nha cả nhà nha, tại vì toàn thân tế bào chết nó sẽ hết nhanh hơn, dơ hơn nữa. Nên là tầm tẩy toàn thân là một tuần 2 lần, mặt 5 ngày mới tẩy 1 lần vậy mấy. Rồi tẩy tế bào chết bên còn. Còn nó còn chốt không? Đem qua cái khác đi nha. Băng vệ sinh 1 cây 99k. 99k 13 bịch không cánh. À siêu mỏng và có cánh. Sorry nha. Siêu mỏng và có cánh. Một tẩy tế bào Minh Thùy Nguyễn. Xét lên và đồng lên em vẫn còn. Một tẩy tế bào Linh Cúc. Tẩy tế bào chết bên còn. Bởi vì mấy chế bước tẩy tế bào chết rất là quan trọng, cả nhà đừng có bỏ qua. Bỏ qua coi như các bước da chăm sóc da xong là bỏ hết. Rồi xếp lên 1:15. Xếp lên 1:15, 55 chế độ về ok, xếp lên 1:15 được đúng xếp. Xếp lên 1:15 giùm em. Xếp lên 1:15. Bộ bà nơi vô đây, bán hàng rồi nè. Băng vệ sinh 99k một cây băng Thái Lan. Một cây băng Nguyễn Huy. 13 bịch siêu mỏng và có cánh. Xếp lên 1:15. Bảo 1:15 Nguyễn Lộc. Bao nhiêu rồi? 43 rồi, 43 cây rồi, còn 5 cây nữa. Một cây băng Nguyễn Thị Ngọc Anh.
6 cây. Giờ mới 5 cây nè, thay vì mới 5 cây nè. Giờ mới còn 5 cây băng. Rồi 1 năm lấy gì? 1 năm sẽ lên 1 năm á. Sẽ lên 1 năm. Bảy ba thằng. Nè áo này em hôm nay siêu vip mà. Rồi từ 40 tới 60 kg rồi về ok 69 ngàn. Mô tẩy nó đi vào và 1 triệu hôi leo nè. 79 ngàn. Chứ con hứa thuần. 79 ngàn. Chốt dùm em mã số là 2. Rồi mã số 2. Mã 15 còn hết. Mã 2 nè. Mã 2 cho em. Comment giùm em mã số 2. Cái đầm hồi chưa nha. Đầm hồi chưa. Mã số 2 nha con chị. Rồi 101. Rồi 101 đang chốt số 8. 101 chốt số 8 55 cái độ vẹo ok hết giùm em. Có kèm 8. Mã số 2 Thu Mai Nguyễn. Rồi 8 là đừng cắn. Mã 8 là một cái. 101 mã 8 coi chị chốt số 8. Rồi chốt mã 8 giùm em. Lên viết lắm nhưng mà hứa được một cái thôi nha. Từ 40 tới 60 cái độ vẹo ok. Mã 8. Chốt mã 10, 79 ra mã 10. Mã 10. 801. 801 cái đầm 1, đầm đen xịt đấy, mã 10. Và mã 10 được 1. Đúng rồi, dùng đơn bữa trưa đi mấy chị. Nhà ai dùng thêm 2, 2 like nữa. Comment mã 10. Mã số 10 cho Minh Nguyên. Đẹp quá, mấy chứ không? Thương cãi. Rồi 115k, 55 cái độ vẹo ok hết. Chốt 13. 13 cho em, 115k, mã 13. Mã 13, cái gì cãi. Mã 13. Chốt mã 13. Xịn kinh khủng chưa? Ấu len. Dày xịt và có nón. Chốt rồi mấy chế mà. Rồi 79k dưới 60kg rồi về ok. Chốt 16. 13, 1, 15. Và mã 16. 10 chốt chưa? 8 chưa chốt hả? 8 chốt chưa? 16. 79k. Mã 8 chốt chưa con? Mấy chứ mỗi 10 thôi. Nè, theo nè, mấy cháy nhìn sắc sảo ghê chưa? Mã 13 Tina Nguyên Lê. Từ 40 tới 56 Thịnh Phát. Từ 40 tới 54, 55 kg đột vẹo ok, cao mét 6. Đẹp không? Đẹp ha. 79 ngàn, chú dùm em mở số là 22. Xin xỉu luôn đó trời. Vậy vậy nó chế thấy chưa, xịt quá trời luôn đó. Rồi 22. Em sẽ chia anh cái mở len này. Phát len có nón. Phát len có nón. Từ 40 tới 60 kg đột vẹo ok. 79k. 79k em này đây. Từ 40 tới 60 kg đột vẹo ok. Chốt giùm em mã 25. Mã 22 của anh Phạm. Rồi mã 25 cho em mấy chị đẹp ơi. Từ 40 tới 60 kg đang ok hết cái len đen này ha. Comment giùm em mã 25 79k. Mã 25 79k chốt 25. Comment 25. Từ 40 nha. Đây này toàn bộ lên tao bao xịn xe quá cả nhà. Toàn bộ lên tao bao xịn xe. Mã 25 giùm em. Từ 40 đến 60 kg mình sẽ mang vừa hết cho Win ha. Comment mã 25. Mang 79k chốt mã 25 cả nhà. Cả nhà chốt sai mã em không chốt được á. Rồi mất công mấy chế lại kêu sao không chốt cho mấy chế là do là sai mã. Rồi 25 nè. Rồi chốt 25 giùm em. Mã 25 Thịnh Phát. 25 còn. Chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em. Phát len đen chốt mã 25. Phát len khi nào để lấy sao? Mã 25 của Nguyễn Liên. Sao không bình thường? Còn 25. 25 Kim Nguyên Đặng. Sao đã có vô khăn còn nha Hoa Huỳnh. 85 ca 2 cái. Khổ sai lớn cái gì? Mã mặc hết rồi. Khổ của khăn là 70 nhân mét 25 còn. Đó nghe đẹp quá mấy chú ha. Mã 25 Trang Nguồn. 79 ngàn. Mã Phúc Dân. Từ 40 tới 60 kg độ vẹo ok. Em này có hai màu trắng và đen nha. Hai màu trắng đen. Chốt lên 79 ngàn thì tất nhiên là chất lượng nó sẽ tốt hơn là hàng lên 3 mấy 4 mấy ngàn gì. Nên là để em hỏi nhắc lại. Con này chốt dùm em mã 30 trắng hoặc đen cho em. 30 kèm màu, hai màu trắng đen, 30 kèm màu dùm em nè mấy chị. 30 trắng hoặc 30 đen cho mấy em phát lên, phát lên hướng về đẹp hơn đúng không? Rồi 30 trắng đen. 30 trắng đen. Mực. Mình mới đẹp hơn tay xanh. Rồi 30 trắng Minh Nguyên. 30 còn trắng đen để chính nè. 30 trắng Thu Mai Nguyễn. 30 trắng là anh Phạm.
30 trắng Nguyễn Ngọc. 30 còn trắng đen. 30 đen Nhi Dương. 30 còn trắng thôi. Rồi 30 còn trắng. Mở Lan mặt không bao giờ lỗi nốt. Chắc Lan tuyệt vời. 30 còn trắng bạn nào ơi. 30 trắng Nhi Dương chương 803. Quần em mang hết rồi chế đẹp ơi. Rồi 30 còn trắng. 30 còn trắng. Đen Hiền Minh ơi. Rồi 30 còn trắng. Quần mang hết rồi anh Sang. 30 còn trắng mới chế đi nha. 79 nha. Chị chỉ đang đi thay 30 trắng. Ủa em có về xịt ra mà em quên mất tiêu trời. Đưa đây. 30 trắng Ngọc Trân. Đây hàng xịt nam này mấy chế ơi. Lâu lắm rồi xịt nam kháng khuẩn lâu lắm mới có lại. Xịt nam này 5 mấy ký trở lên ok. 75 ký trở về ok. 30 trắng Đào Lê. 30 trắng Hồng Mùng. 30 trắng Hiền Minh. Xịt nam này cho mấy ổng mặc mặc như không mặc. Hết mã 30. Cái cảm giác mặc như không mặc. Mặc mà không biết mặc xịt luôn. Combo 5 cái tiền rồi. Bây giờ không nhớ được gì hết trơn luôn đó mấy chết. Và combo 5 cái thịt như tiền. Thịt nam. Sáu mươi chín k năm cái này nhá. Một combo khăn như hoa mình. Combo thịt nam 50 ký trở lên mang được, 75 ký trở về ok. Combo xịt nam kia, xịt này free size cả nhỏ. Combo xịt thanh hoa vỏ. Vì cái chất liệu co giãn của nó rất là tốt. Combo xịt còn. Combo xịt cho bon trần. 5 cái này, 5 cái này có 3 cái. Ừ, đưa đây cho 5 cái này các chị thấy. Rồi combo xịt nè, hàng này nó không có giãn lưng. Nó không có giãn lưng, nó không có mất form. Nó thiệt mặt sướng dữ lắm. Combo xịt cho hơn xíu. Xịt kháng khuẩn này lâu lắm. Combo xịt Trịnh Ngọc Diệu. Và combo xịt nè. Combo xịt cho Minh Nguyên. 50 ký mỗi cái một cái túi. Combo xịt cho Lan Đặng. Mỗi cái một túi cho mấy chị. Combo xịt Nam Thanh Lan. Combo xịt Nam Nguyễn Huệ. Một cái một túi cho kháng khuẩn tuyệt đối luôn ha. Rồi combo xịt 5 cái 69 ngàn. Combo xịt Nam Nguyễn Minh Hiền. Xịt Nam Thu Thúy Phan. Combo xịt 2 combo Nguyễn Thị Ngọc Anh. Nguyễn Thị Ngọc Anh. Lâu lắm rồi mới có lại hàng này. Combo xịt Nguyễn Thu Hằng. Combo xịt Nam Ngọc Đình. Combo xịt Nam Thanh Tú Lê. Combo xịt Nam như Huỳnh Phượng. Combo xịt Nam Mỹ Tiên. Combo xịt Nam như Quảng Xuân Thùy. Combo xịt Nam Thúy Hiền. Combo xịt Nam đây 80 ký vừa không? 80 ký rồi ông trời. Em nói là cái độ co giãn nó dữ lắm nhưng mà không 75 ký đi. Có co giãn kinh khủng lắm mới chế thấy ông. Hai người em chui còn vô mà. Hai người em chui còn vô mới chị. Combo xịt Nam còn. Combo xịt Nam Leona. Combo xịt Nam Minh Thùy Nguyễn. Combo xịt Nam Nguyệt La. Combo xịt Nam Vân Trần 315. Combo xịt Nam còn. Combo xịt Nam Hoài An. Combo xịt Nam cho Thanh Nguyễn. Combo xịt Nam còn nha mấy chị đẹp nhá. Combo xịt Nam Thanh Tuyền. Mỹ Tiên có rồi. Combo xịt Nam ai chưa có thì cố lên giùm em nha. Cái này là xịt tam giác cho Nguyễn Lan. Combo xịt Nam cho Nabi. Nè cho mấy chị coi lại xịt nhá. Ủa mặt hết rồi Thanh Xuân ơi. Combo xịt Nam Trần Minh. Không mình còn hai lấy một combo nha. Không phải mình còn. Đây combo xịt Nam 50-75kg mang ok cho em. 5 cái 69 ngàn. Một cái một cái túi kháng khuẩn khác nhau nha. Đây là cứ một cái là một túi kháng khuẩn như thế này nè. Hàng này hàng xuất nhập mà. Đấy. Mỗi cái là mỗi túi, mỗi cái mỗi túi như thế này ha. Hàng này mặc không có sợ giãn lưng, không có sợ ngứa máy, không có sợ gì hết trơn á. Không có sợ hả? Thôi gì hết trơn thì biết sao không, nó kháng khuẩn cả nhà ơi.
nên là rất là thông thoáng luôn, nhẹ nhàng. Áo đâu mặc hết như phi lông. Nói chung mặc là quên cái cảm giác mặc quần xịt luôn. Cái này xịt của nam nhá, xịt của nam. Đây combo 5 cái, giá là 69k. Thiệt á, tại đâu cũng lời. Đi mua ra ngoài thị trường mua cho em mấy chế là 69k, chắc mua chưa được 2 cái đâu. Được hơn 1 cái, được đúng hơn 1 cái. Combo xịt nam kim hoa phạm 69 ngàn tới em thì hả? Combo xịt nam đổ hà. Không có, giảm có 80kg luôn đó. Combo xịt nam thiêu bùi. Dạ em có mổ 75 kg, có mổ nữ 60kg rồi. Ok rồi, em không nhận chữ có mổ 60kg. Combo xịt nam Nguyễn Thu Thảo. Combo xịt nam Kim Nguyên. Combo xịt nam còn. Combo xịt nam Nguyễn Lộc. Combo xịt nam Phan Thị Thanh Thoảng. Combo xịt nam Nguyễn Huy. Combo xịt nam Lan Nguyễn 856. Ba combo xịt nam Ly Trúc. Combo xịt nam Diệu Huỳnh Trang. Combo xịt nam Trần Mai. Combo xịt nam Thu Thúy Nguyễn. Combo xịt nam Hồng Linh. Combo xịt nam Huỳnh Liệu. Huỳnh Liệu mới được cái mã combo xịt nam đầu tiên nha. Rồi con chế nào chưa có thì chốt lên giùm em nha. Qua lên hấp cho mấy chị đẹp một mình đây. Rồi còn ai chưa có thì chốt lên giùm em nha. Cái này nó mấy bà nữ mì con trang cũng được, nó sẽ đừng nói là đau thôi, mấy bà nữ mì con trang cũng được nữa. Rồi 69k 5 cái, 69k 5 cái. Đây là combo xịt nam, chốt combo xịt nam giùm em. Ủa mình không biết cái này mà có tem nhé mà. Nhìn cái này là biết Grand Store đúng không? Không đùa được đâu. Tính theo 60kg được rồi, ok. 79k tính theo. Tính theo giùm em. Tính theo từ 40 đến 60 tỷ mang. Ok chị Phan Thị Thanh Thoảng. Rồi tính theo nè. Combo xịt nam Hải Giang. Tính theo 79 ngàn chốt tính theo. Tính theo được 2. 79 ngàn chốt tính theo. Còn nó lột đồ. Đơn điểm. Quá lột đồ. Quá lột đồ tính theo cho em. Tính theo 79k chốt tính theo. Này hạn luôn cả cái. Combo xịt nam Úc My. Tính theo 60 trên 60 tỷ còn ok. 79 ngàn tay dài, dài xỉu. Mã tiếp theo như Nguyễn Ngọc. Combo khăn tắm 2 cái là giá là. Combo xịt nam Nguyễn Liên 85 ngàn. 85 ngàn 2 cái khăn bích màu lộn xộn cho mấy chị ha. Cứ 2 khăn 2 màu, 2 khăn 2 màu. Tiếp theo còn 1. Combo xịt nam Thế Bảo. Đội áo len, đầm len, xếp len, khoác nam. Đồ gia dụng học phẩm hết trơn. Rồi mã nhiêu rồi, tiếp theo còn 1 ha. Rồi cả nhà ơi 79k này. Rồi comment giùm em mã số là 10. Số 10. 60kg trên 60kg ok một cái. Mã 10. Rồi mã 10 được 1. Mã 10 được 1 cả nhà ơi. Chắc đã lắm trời ơi, thiệt luôn á. 79k mà mấy chế nhập về hút hồn. Rồi dưới 60kg ok nè. Mã đen là mã số mấy? 10. Ngày chốt 15. 79k mã 15. Một con môi trầu không Thế Bảo. 15. Mã tiếp theo cho Thảo Nhi đưa lớp. Còn 10 15. Dạ, 15. Mã số 10 Huỳnh Liệu. 15. Combo xịt nam Bích Phượng Bích Phương. Còn mã 15 thôi đúng không? Dạ. 55 chế độ vèo ok, 79 ngàn chốt. Mã 15 Phương Thi. 18. Chốt lên 79 ngàn nhớ nha. Combo khăn Nguyễn Thị Ngọc Anh. Khác chốt lên 39 49 ngàn. 18. 18 giùm em. Cả nhà nhìn nó. Đá cả nhà, đá. Chất xịn lắm. Rồi 79 ngàn, 55, 57 chế độ vèo ok, chốt 21. Ừ, đá lĩnh ơn ha. 21 cho em. Còn mã 18 chị Loan Nguyễn. 21 giùm em, 79 ngàn. Em này tay phòng nhé. Em này chết đang xịt tay phòng. 55, 57 cái độ về ok, 79 ngàn chốt 23. Thương đá hả? Rồi 23. 23 cho em. Mã 23. Mã 23 giùm em. 55 cái độ về ok, 79 ngàn chốt 25. 21, 23, 25. Mã 23 Phương Thi. Còn 21. Mã 21 Ngọc Trân. 25. 79 ngàn mã 25. Còn mã 25. Rồi đầm 99 k. Có đầm có xét. Xin chưa 99 k. Mã 25 chị Loan Nguyễn. Từ 40 tới 55 cái ok, chốt chị em 26. Chưa là 99 ngàn. 26 đúng
Và cả nhỏ 99 sao mã 26 cho cái đồng đen. Trời ơi, bác thật nhiệt quá. Khoan khoan, đừng càng cửa càng xa lắm. Còn mã 26 cho em. Anh chỉ nhìn nó theo nè. Theo hai bên này hả? Mã 26 nguyên cặp. Dưới 60kg đồ vèo OK 79k. Chốt cho em mã 30. Dùng đơn chiều như cái gì? 30, cả nhỏ ơi, mã 30. Mã 30 dùm em. Trời ơi, sắp quá hả? 60kg đồ vèo OK hết. 79k, chốt 32. 32 dùm em. Còn 32. Có khóa khăn, cho mở cho cái đó đi. Còn 30 rồi. 30 quảng thương thùy. Đây bị dính vô một chút xíu xíu. Bán hàng vi phạm như hàng. Còn mỗi hàng 79k trực tiếp nè. Và xe cho mấy chị 59k. Tại vì có một cái hình dính thì chấm vô thôi. 59 xeo. Đây. Vừa về một cục len. Khoát len. Xịt luôn á. Xịt luôn. Nhưng mà vẫn xe cho mấy chị không. Đây nói chung là khoát được vào mặt được. 59 xeo. Rồi chị ăn 79k 60kg rồi về OK. 60kg rồi về OK. 79k. Chốt dùm em mã số là 40. 59 xe Phúc Triệu. Mã 40 nè. 40 dùm em. 79 ngàn luôn á. Còn bán nhé. 40 cho em. Khoát vào mặt đều. Mã 40 quảng xuân thùy. Trời ơi, sắp thiệt sự hả? Sắp thiệt sự luôn. Hàng đang hàng trăm mấy, ăn thử trăm mấy, trăm mấy. Đó là 40 nè. Hết mã 59 xe. Mã 40 còn. Mã 40 Nguyễn Thùy Trâm. 40 Nguyễn Đặng. 40 Dương Hình Loan. 1. Chủ mã 40 đó. Mã 40 Ngọc Hiên. Hết. Đây cái này có màu gì vậy? Hết mã 40. Rồi 79k nè. 52-56 rồi OK. 79k chốt 45. 45 được 1. 45 được 1 chốt 45. Còn đây mã 45 cho em. Đồng len xếp len có hết cả nè. Rồi 99k cho cái đồng len này ha. Khối nè. 55-56 cái độ vèo OK. Mã 45 đi chút. 99k cho 48. 99k mã 48. 99k mã 48. 99k cho 48. Lê không có mã 40. Dạ ơi nhìn. Em nói có lưu len ngày hôm nay mấy chị ơi nhập về thật sự là tuyệt vời. Ở mặt trời luôn á. Mã 48 chị Loan Nguyễn. Rồi 79k chốt cho em mã số là 50. 50, 55, 57 cái đồ vèo OK mã 50. 50 cho em. Chốt mã 50. Comment mã 50. Đây 55, 57 cái đồ vèo OK chốt 52 nè. 52, 79k mã 52. 52, bao nhiêu? 50, 52. 50. Mã 50 ly chút. Mã 52. 52. Cái mới phải cho mình cái địa chỉ trong tin nhắn trước rồi mới ra vào like chút đơn được nha mấy chị. Em thấy mấy chị khách mới đang còn mang mà chưa cho xin địa, chưa cho đọc tin nhắn cho mình cái địa chỉ nè. 52. Cả nhà ơi, cái mẫu hóa này cả nhà nên chốt nha. Đừng mã 52 Phương Thi. Đừng thế. Bao giờ bỏ qua cái mã này. 79 trang. Đang hot dữ lắm. 55, 57 cái đồ về OK. Chốt dùm em mã 55. 55 dùm em nè. Chốt mã 55. Tôi còn bán nè. Mã 55. Chốt mã 55 cho em. Mã này đẹp. Kinh khủng. 55. Mã 55 Nguyệt Đặng. Mã 55 Phương Võ. Mã 55 của Ly Trúc. 55 Cà Rốt. Hết mã 55. Đây này có hai màu đen và trắng. Đi, đủ rồi dưới 60kg rồi về OK. Em này có hai màu đen trắng 79 nha. Chốt dùm em mã 58 kèm màu đen hoặc trắng. 58 đen. Ê, 58 đen bị lỗi chút xíu rồi. Chút xíu. 58 có trắng thôi. 58 còn trắng. 58 còn trắng. 58 có trắng thôi nha. Đẹp không? Dễ thương. Nó làm dễ thương, không thích màu, không thể nào mà đẹp hơn được nữa. Rồi trắng. Em thấy đây một cái cực phẩm mà em bây giờ thấy nó thì cho mấy trẻ đen thì cầm nó, em ngắm nó thôi á. Ngắm nó chị cuối giờ rồi bán. Thì có ngắm không? Đẹp quá à. Đẹp quá à. Để đây nè chị. Chụm lên. Mày đỡ nó ra. Không có hết đường luôn á. Bao nhiêu là 58. Rồi em này có nâu xanh. 79 nha nè. 58 trắng. 58 còn trắng nha.
hộp nịch trên ghế nha Thái Bảo ơi. Hỏi 58 có Trương Ân Nguyễn. Em này có xanh nâu. Hỏi 58 Thu Mai Nguyễn. Em này có xanh và nâu. Rồi chốt giùm em mã 60 79 ra 80 kèm màu xanh nâu. 60 xanh hoặc nâu. 60 xanh nâu. Tính đưa cái mã siêu phẩm lên mà nó treo dấu đi được cuối giờ thằng bán. 60 xanh nâu, mọi tội lỗi đỡ đầu nó. Lột cái xanh hồng khác rồi. 60 xanh nâu. 60 xanh và nâu. Thấy chưa? Còn mã nào đang đem? Ê cái này đi lên 100 mấy. Mã 60 màu nâu Nguyên Tặng. 60 màu xanh Ngọc Lan. Còn cái xanh. 60 còn cái xanh. Lên luôn đi. 60 còn xanh. Rồi cái phát sạch hồng nè mấy chị ơi, 60 tỷ rồi vào ok. Chốt mã sạch hồng giùm em. Em xe 79 ngàn cho mấy chị luôn. Comment giùm em mã sạch hồng. 60 còn một cái xanh. Và sạch hồng. Sạch hồng cho em. Chốt giùm em mã sạch hồng. Ôi 60 xanh rồi mấy chị chơi, đưa đây cho chị. Trời ơi, tại sao 60 xanh mà chê là em lấy nha. Em kèm lắm cái mã này nè. Mã sọc hồng Nguyệt Đặng. Mã sọc hồng Thu Mai Nguyễn. Mã sọc hồng còn. Nguyễn Phương ơi mà vẫn chưa cho mình cái địa chỉ Nguyễn Phương. Còn không mà. Cái gì? Sọc hồng. Biết đâu Trần hay biết đâu lấy mà. Mã sọc hồng của Vân Trần. Vân Trần 002. Sọc hồng còn. Mã sọc hồng của Lại Nguyễn. Đấy rồi. 245 đúng không? Lại vô coi. 4 hả? Sọc hồng còn 1. Sọc hồng còn 1. Sọc hồng còn 1. Cái này mới chế em xem cho nó xuất hiện một chút xíu nha. Cái này khỏi ra thoải mái. Cả nhà về lấy kim, cả nhà nhít lại là ok rồi. Lại nhít cái ngay đây lại thôi hả? Là ok rồi nha. Cái này xem 59k chốt 59 xem. 59k chốt 59 xem. Sọc hồng còn 1 và 59 xem. Đơn này ngày mốt chốt. Đơn này mốt chốt nó may còn lái 2 lai nó mốt cái chốt đơn. Mã sọc hồng cho Hoàng Oanh. 59 xe Phạm gì nữa. Còn không? Được. Mã 59 xe. Thôi thôi. Hơn đó. Tạm dừng rồi đó. Đây được mấy cái ghi lê hả? Mấy cái ghi lê về nó ghi lê 100 mấy nè. Ghi lê cho mấy nè, đưa cả xong đi. Đưa cả xong đi hồi sáng thôi em ơi. Để phát huy tác dụng cho xong đi hồi sáng thôi. Áo sơ mi sáng chưa mặc cái trời nhỏ này chụp cái gì cái gì cái bây mình đang mặc cái gì nhớ không để luôn cho nhỏ còn không thấy đúng không 5 tiếng xe tới chưa được rồi cái sơ mi nhà hát đầu chui hết mặt rồi mới chơi 100 cái rồi còn 3 cái đúng không dạ. Sơ mi là 79k sơ mi hát nào 79k rồi mới lấy ghi lê này 99k rồi chị nào lấy ghi lê cái ghi lê đen 99k được 3 4 cái ghi lê 3 cái áo sơ mi đây sơ mi hát nào hồi chui mặt á 79 nha chị nào lấy sơ mi thì chốt sơ mi 79 lấy ghi lê thì chốt ghi lê 99 nha ghi lê 99 nha ghi lê này bao dày bao đẹp rồi cái khoác hồi lúc trưa lên khoác 159 lúc trưa lên còn này 159 có nu kem hồng và rút á khoác qua đăng hình á rồi cả nhà nha 59 xe còn mã 59 xe ghi lê đen 99k sơ mi trắng 79 ngàn ghi lê này hát nào thì yên tâm nhé sơ mi trắng xe đi Nguyễn sơ mi trắng có là chưa mới bắt cái ruột á mã ghi lê đen cho Quảng Xuân Thùy còn ghi lê đen sơ mi trắng còn ghi lê đen cho Đinh Cúc ghi lê đen còn 2 sơ mi trắng còn 2 ok cho đi Nguyễn lấy là cái thêm cái sơ mi trắng nữa còn sơ mi trắng còn 1 ghi lê đen còn 2 cái set này mới chết 60 tỷ không hết một cái sơ mi trắng cuối cùng của Rosa Phượng hết còn ghi lê đen chị Loan Nguyễn còn một cái ghi lê đen họ hết sơ mi rồi Kiều Diễm ơi bây giờ chỉ còn một cái ghi lê đen. Ủa nãy chốt mấy cái sọc hồng nữa ta. Sao? Là sao là thiếu sọc hay là thiếu biêu? Vậy là còn cái sọc hồng rồi. Nhớ tự nhiên kêu thì kêu. Sao hồi nãy mày kêu bốn? Tự nhiên hồi nãy người đứng được thừa tao ghi lê đen còn một. Mã ghi lê đen còn một của Bảo Ngọc. Còn một hả? Dạ. Yeah. Vậy là sọc hồng còn cái 55 kg về ok. Này dạng giống như là một cái ghi lê mà khối cái áo thêm bên trong thì đó cả nhà.
Rồi này comment giùm em mã 8 đi. 879 ra mã 8 nè. 879 ra trước mã 8. Mã 8 giùm em nè luôn đi. Ông Lan đang 10 cái đẹp hết cả người. Chết thì quá xịt nữa. Mã 8 79 ra. Trời ơi, kinh lắm. Thôi, lột một con này nó 8 và 9 ra. Còn 3 mặt hết. Nè, cả nhà. Em nói rồi, đen hôm nay 7 9 ra mới đẹp cỡ cái nút đó cả nhà. Nè, nó chăm chút tới cái nút của nó cũng đẹp nữa, cả nhà thấy không? Vậy vậy cái nó cái hàng này, nó so với hàng trăm mấy, chỉnh so với hàng 3X, 4X nha, cả nhà nha. Cả khủng khiếp chứ. Mà 8 chút anh. Rồi nè, comment giùm em mã số 50 nè. 50, 55 chứ. Mã 8 chị Lan Nguyễn. 50 nè, cả nhà ơi, mã 50. 50, 79 ca, mã 50. Còn hồng còn một cái. Còn mấy chữ này nó đính đá. Đính đá nè. Phải lại gần mấy chữ mới thấy được. Đấy, phải lại gần cả nhà mới thấy được mấy cái phụ kiện này. Kinh khủng luôn á. Nè, lên 2 da. Xịn chưa? Rồi 55 chứ độ này ok. Chốt giùm em mã số 52. 52, 79 ca, mã 52. 52 lột đồ mà ghiền luôn á, lột đồ mà hả, không nhỉ, đi rất đẹp chứ, mà em đi rất siêu đẹp. 55, 56 thì đổi về ok, chốt giùm em mã số là 56. 50, 52, 56 cùng mặt hết, cùng mặt hết, cả nhỏ 56 mà chốt đi, mấy chị mã 50 biết cho mình chốt mã nào để khỏi chốt mã sau á. 50 đúng không mình? Rồi 56 nè. 56 nè cả nhà. 56, 79 ra chốt 56. Mã 52 có đi chút. 56. Mã 56 chị Loan Nguyễn. 55, 56 thì đổi về ok. Chốt dùm em mã số 61. 61 hả? Chốt 61. Cầm em mã 61 cho em. Chốt dùm em mã 61. Chốt dùm em mã 61. Một cái em đầm cực cực đẹp. Mấy chế ơi. Dây này cột đâu đây? Mã 61. Dây cột đâu nè? Một combo quần xịp nam cho Thùy Trang. Cái dây này về mấy cái ơi, hình như cột lại che váy để làm gì, nói chung là cái cột cột không cột thì giấu vô nha. Việt Nam là 5 cái nha Thùy Trang. Ừ, cái đồng này đẹp quá. Cái đồng hồng 56 mấy chứ. Không, 61. Một cái đồng hồng đẹp kinh khủng luôn. Còn 61. À, chắc là cột ngay. Mã 61 Nguyệt Lan. Cái cột ngay đẹp quá. À, rồi nút gì nè. Thích dài gà, thích bỏ dây thì bỏ dây nhé cả nhà nhé. Rồi hồng. Hồng cho em. Comment giùm em mã hồng. À bên này còn cái. Hết mã 61. Rồi cái này chốt giùm em mã hồng 99 ra. Chốt giùm em mã hồng. Gà vòng vòng vậy đó. Mà em nói là cái này về bỏ dây cũng được nha. Tháo dây bỏ đi cả nhà ơi. Em mẹ em cũng thích gà vòng vòng vậy đó. Tháo dây bỏ ok nha. Hồng 99 ra. 55 cái độ về ok chốt hồng. 55 cái chạy đại ok, còn mấy mã hồng. Mã hồng của Nguyễn Kim 99 nè, đầm 99 nha, xét 115. Rồi 55 cái đại ok, phối theo nè. 79 nha, 79 nha, comment giùm em mã số là 65. Việt Nam, 65 ký vừa. 50 mấy cho tới 75 cái đại ok, hồng 99 nha. Mã nhiêu đây? 65 đúng không? 79 ca mã 65. 79 ca chốt mã 65 giùm em. Mã 65 chị Loan Nguyễn. Tuyệt vời chưa? 55 cái đồng hồ ok. 79 ca chốt 68. 68 được 1. 68 được 1 chốt 68. Trời ơi, phụ kiện không sao. Có phụ kiện đó nè. 55, 57 cái đồng hồ ok. Thấy gì Cẩm Ly. 55, 57 cái đồng hồ ok. Chốt giùm em mã 70. 79 ca mã 70. 10 cái đẹp hết cả 10. Mã 70. 68 và 70. 68, 70, 79 nè. Mã 68 Phương Võ. Con to bự nè. Em là bị ghiền mấy con bự này nè mấy chế nè. Trên 60kg vẫn vừa 70. Chốt 72. 72, 79 nè, mã 72. 72, 79 nè, cho miếng sắp đây. 72, 79 nè, xanh dưới. 72, 79 nè, mã 72. Mã 70 chị Loan Nguyễn. Một con bơ xịt cho Tuyết Như. Con bơ xịt nam. Theo nha cả nhà ơi, này chốt 75.
72 như Nguyên Lê. 75 chia 6 75 chụp ký ok hết, mở 75 Việt Nam à, cái hộp ở trên ghế là hộp nịch quý vị. Nịch. Còn Việt Nam là ở trong bọc túi túi zip riêng là mỗi cái nha. 75. Này, cái này là Việt Nam. Nghe rõ với mình nha chị. Phun nè. Như. Cái này là em đã mở ra và em gà cái đầu nịch con trong cái chén hả? 75 chị Loan Nguyễn. Này giấy tờ nè. Thẻ cứng nè. Nịch Nam. Đây mấy cái yêu ơi, 75k một hộp. Hàng này là của hàng hãng nó thanh lý các bạn nha. Giấy tờ hộp xịt đét đấy. Để em sẽ test cái chất da cho mấy chị yêu coi nha. Đây, mặt này mặt đá sapphire chống trời. Đá sapphire chống trời. Rồi sợi nịch của nó đây. Gấp nịch nè mấy chén nè. Bóp gấp cho em. Bẻ. Nói chung là bẻ gấp cặp cái sợi nịch như thế này luôn. Da không nứt da, không bị gãy da, không nứt da nha cả nhà nha. Đây cả nhà nhìn giùm em. Không nứt da, không gãy da. Rồi và dây nịch của nó là đúc luôn nên là mấy chế không có sợ nó bị lột lớp bông keo gì hết nha cả nhà yêu ơi. Này nhìn nè, test chất da cho mấy chế vô coi. 75k một sợi nịch, không cần đục lỗ nha cả nhà ơi. Không gãy da, không nứt da, không bong chóc, không bong keo. 75k chỉ nào lấy nịch nam, comment thì đem một nịch nam giúp em nha. Thật ra là có bật bịch hết cái sợi này là cái sợi em lấy cho con trai em á. Đây là mở nó ra sẵn cái hàng cho mấy chế nhìn được nó chế rõ hơn. 75k một Việt Nam á. Tem thẻ giấy tờ đầy đủ hết cho mấy chế yêu. Thẻ túng thằng nhà. Một Việt Nam người chặn. Đây Việt Nam nè. 5 Việt Nam ly chút. 75k một cột. Hàng hãng, hàng công ty sale. Chất da xịt lắm. Nói chung là nếu mà không thêm 2 cái bôi trầu không với Bảo Ngọc. Nếu mà không làm mất hoặc không để lạc đi đâu á thì cái sợi nịch này mấy ông xài mấy năm trời em vẫn còn bảo hành cho mấy ông. Nó không xài được mấy năm trời á cả nhà. Nếu mà không để lạc. Thêm một nịch nam lan. Một nịch nam Rosa Phượng. Một nịch nam Lai Nguyễn. Một nịch nam Trần Vy. Một Việt Nam Nguyễn Minh Hiền. Một Việt Nam của Thanh Xuân. Lý Diễn Nhiên chưa về Vân Trần ơi. Một Việt Nam của Tina Nguyên Lê. Một Việt Nam Nguyễn Dân. Một Việt Nam của Hạc Mít Mít. Một Việt Nam Thầy Dung Nguyễn. Hai Việt Nam của Nga Phạm Yến. Chọn cái phụ kiện mà nó đã ghê. Hàng Lịch Nam Thế Bảo. Lịch Nam còn. Anh nhiêu hàng nè. Một Lịch Nam Thùy Trang. Việt Nam còn những Nga Phạm Yến. Việt Nam còn. Rồi 79k cho em này ha, 60 trên 60 kg vẫn vừa. Từ 40 tới 60 kg hay 62 kg ok hết. Rồi comment giùm em mã này là mã 80. Theo nè. Nói rồi nó nét căng luôn á. Mã 80 cho em đi. Mình đã có Việt Nam rồi. Mã 80 giùm em. Một combo Việt Nam Nga Phạm Yến. Mã này comment giùm em mã 80. Mã 80 Mỹ Dung. Còn. Mã 80 Hải Giang. Còn. Mình giữ nhiệt cho bé đi học tóc có bán không? Em đang chuẩn bị về còn. Đi giữ nhiệt cho Bình cho bé đi học thì hết rồi mấy chế ơi. Còn 80. Mã 80 chị Loan Nguyễn. Còn. Vậy chúng ta mã 80 còn. Ờ, xịt ra nó đúng không? Chồng bé là bao nhiêu nhiêu ạ? 79, 71 79 ra 71 rồi 80 còn 79 ngàn nè, mã 80. Cho mấy chị coi xịt nha. Xịt là một cái là một túi zip như thế này cho mấy chị. Cái này em khui ra rồi, em chưa kịp bỏ vô. 80 còn. Tới tay mấy chị một cái, xịt một cái túi zip như thế này nè. 50 mấy ký đổ lên ok, 75 ký trở về mang vừa cái xịt nam này hết cho em nha. 5 cái 69 ca. Thêm 80 chị Loan Nguyễn.
cái nó răng hết rồi thì Dung Nguyễn ơi. Người chẳng có lịch nam rồi. 5 cái 69 ngàn cả nhà ơi. Đây thiệt nam. Mít màu lộn xộn cho mấy chị nha. 80 còn 1. Rồi chị nào lấy combo thiệt nam chốt combo thiệt nam. 50kg đổ lên 75kg trở về mang vừa. Combo thiệt nam cho em. Hàng này mặc hoài hoài không bị giãn lưng nè. Khoáng mát. Nói chung là mặc là sướng, mặc là sướng, mặc là quên cảm giác mặc thiệt luôn á. Mà sướng dữ lắm. Rồi combo xịt nam của mấy ông đây. Chứ nào lấy combo xịt nam chút. Combo xịt nam nhìn em 5 cái 69 nè. Một cái một túi zip kháng khuẩn cho mấy chị nha. Rồi comment dùm em hả. Combo xịt nam nha mấy combo chị. Combo xịt nam Ngọc Thảo 5 cái 69 nha. Khuyên Phan lấy 10 cái là 2 combo nha. 10 cái là 2 combo. 2 combo Khuyên Phan. 10 cái là 2 combo nha. Một combo của nó có 5 cái thôi. 69 ra một combo. Chị là chưa có combo xịt thì chốt đi. Để em qua cái mã khác đi. Tại vì không mấy cái mã này là còn còn nhiều không nhỉ. Bao nhiêu combo xịt nam à? Combo xịt nam Võ Thúy. Cho combo xịt nam còn. Combo xịt nam Nguyễn Thúy An. Không có xịt quần như Tú Bình. Không có xịt quần. Tại vì sao mấy ông á. Mấy ông không thích xịt quần mà xịt tam giác. Quần mặt nó mới chứ biết sao. Nó cứ bị cắn hay đùi xong rồi nó vo lại. Nó bị cuốn. Cuốn lên tạo cái đường rãnh. Cái đường lộ. Hai combo xịt nam Ngọc Bảo. Còn mà cái xịt tam giác này thoải mái nè. Nó vừa ôm mông. Combo xịt nam Nguyệt Đặng. Nó vừa ôm hết mông. Còn xịt quần nó chế biến nó xuống tới đây nè. Combo xịt nam Vì Trang Trí. Cuốn lên á. Cuốn lên mấy ông. Bởi vì em nghe thì combo xịt nam Nguyên Nguyễn. Không lấy xịt quần về. Combo xịt nam Mina Đặng. 85kg mà không vừa đâu. Rồi combo xịt nam còn. Combo xịt nam Hạ Thu. 85kg mà không vừa rồi. Bỏ miêu của Hạ Thu không vừa rồi chị ơi. Sao nó đẹp quá vậy? Thương cá hoa. Cái này. Combo xịt nam Hương Nguyễn. Combo xịt nam Phương Võ. Thật là dễ xương quá vậy. Combo xịt nam Phúc Trương. Trên cầu cuối này đi mua bánh canh cá lóc mình đi. Không mình đi. Bước đi. Lắm chứ. Ôi tính ra hồi chiều không mới hỏi thăm mày luôn á trời. Nhỏ này. Rồi 60kg rồi mày ok combo xịt nam cần. Rồi 79k này cả nhà nè. Chốt giùm em mã số 1. Đang đói bụng thì bánh canh cá lóc á. Mã 1. Mã 1 nãy rồi hỏi anh không đang cho tắt không biết tắt nấm luôn. Mã 1. Mã 1 được 2 cái. Mã 1 79k được 2 cái. Số 1 Phan Tú Lê. Rồi dưới 60kg rồi mèo ok nè. Comment mã số 2. Mã 2 79k. Mã 2 số 1 của Vân Trần. Mã 2. Mã 2 cho em. Con bốn xin gì nữa cái. Một. Con bốn xin. Không phải 1 đâu. 2. Thì cãi thôi. 2 còn. Rồi em bướm sinh này 55kg độ mèo ok. Chốt mã số 5. Mã số 2 Dư Loan Nguyễn. Hai mấy cái rồi. Rồi các em bướm sinh này chốt số 5 nè. 2 còn 1. Và mã 5. Rồi và mã 5. Chốt mã 5 dùm em. 2 còn 1 và mã số 5. Hana chưa về chưa? 25. Mã số 5 của Nhanh Trinh. Còn mã 2. 25. Kinh khủng chưa? Mã số 2 của Kiều Diễm. Còn 5. Dưới 60kg rồi về ok. Mã số 5 chị Loan Nguyễn. Thể chỉnh ra chốt 11. 11 được mấy? Mã 11. Xa ha. Tính xa miệng xịt vào đây. Mã 11. 79 ra mã 11. 11. Đẹp giả ngoan. Đẹp thì chết len. Trời ơi. Nó cái sự kiện của nó luôn. 11 được ta. Đúng không? Mã 11 chốt đây. Rồi comment mã 11. 11 Thanh Tú Lê. 11 Nhan Trinh. 11 của Trinh Phạm. 53 cái độ vèo ok. Chốt mấy cái nút này nó còn đẹp lắm. Chốt 13, 79 nè. Comment mã 13. Khi nào túi về. Mã 13 chưa biết cái đẹp ơi. Đuổi nữa. Khi nào nó có hứng nó xe như mày là mày có nè. Mã 13, 79 nè. 1 của Lô Khăn Hoàng Oanh. Mã 13. Hết 11 rồi Phi Lâm. 13, 79 ra mã 13. Mã 13 Trang Huỳnh.
còn một cái. Cái nút không? Mấy cái nhìn cái nút không? Đẹp tới cái nút cũng đẹp nữa mà. 13 còn 1. 55 57 mã 13 siêu lì. Mày được mấy cái không? Đấy. Khác. Sạch khác nè, màu sạch khác. Dạ. Rồi này comment giùm em mã 16, khác màu sạch. 16 cho em tại chính ca mã 16. Rồi. 16 được 3. 16 được 3. Chốt 16 cho em. Comment mã 16. Chốt 16 mấy chị đẹp ơi. Comment mã 16. Chốt giùm em mã 16. 16 được 3. Cái 16 ạ. Để chỉnh nè. 16 Ngọc Lan. Quá đẹp luôn. 16 Lan Phương. 55 57 cái độ này ok. Chốt 16 chị Loan Nguyễn. 21 nè. 21 cả nè, để tôi có phát luôn trên đầu coi. 21. Chốt. Lượt này mấy chị nào. Nhìn cây, nhìn đẹp, nhìn cây lắm. 21. Má 21 chị Nguyệt Đặng. Sang sale ok. Mã điêu hồng. Ok cho xem lại thịt em ở Việt Nam. Từ 40 đến 60 chứ ok. Mặt và khoác đều ok hết nhé cả nhà nhá, len hai da. Đừng có lờ, tao không có bán cho mày đâu. Rồi chốt 23. Rồi comment giùm em mã 23. Comment 23. Chốt không? Để chỉnh nè, mã 23. Từ 40 đến 60 kg rồi ok, mã 23. Tao bán không vô, trễ. Mã 23 siêu lì. 23 còn. 23 Kim Nguyên. 23 còn. 23 Thành Tú Lê. 23 Nguyệt Đặng. 23 Nguyễn Lộc. 23 Tiên Hà. 23 Trà Sữa Trà. Còn 23 Ly Trúc. 23 Anna Lê. 23 Trung Đỗ Xuân. Hết mã 23. Cái này comment 28, 55, 57 cái độ vào ok. Mã 28, 79 nha. Nè, có cái nút cũng đẹp xuất sắc. 28 cho em. Mã 28, 79 ra chốt 28. Comment 28, hết 23 còn 28. Mã 28 chị Nguyệt Đặng. Còn 28 còn 2. 28 còn 2 mấy chị đẹp à. Mã 28 của Đào Lê. Mã 28 của Xuân Trương. Hết. Rồi 79k em này có trắng và có hồng. Của Lan hôm nay mới chế thấy không? 10 cái đẹp hết cả 10, không có một cái nào mà xấu luôn. Lan trưởng hàng đang bán store cả nhà ơi. Thật khủng khiếp ha. 79k nè. Rồi hồng và trắng. Chốt cho em mã số là 29 kèm màu. 29 trắng hồng. 29 kèm màu kia. Chị Linh Xuân Liên ơi, chị mới cho cái ngoại chưa thấy địa chỉ như chị. 29 trắng hồng, chỗ 10 cái đẹp hết cả 10 luôn hết trời. Không biết phải nói làm sao. Rồi trắng hồng. Hết mã 28. 29 trắng hồng. Rồi mặt hết. 29 có 2 cái trắng hồng. Vân Trần 315 được 7 món. 29 có trắng có hồng. Mã 29 trắng có trang huyền. Từ 40 tới 55, 56 chứ ok. Xin chưa? Có từ 10 hồng. Xin mi thì nhiều. 29 hồng. 29 có màu hồng hết, trắng là phi lâm rồi, nhanh tay nè. Rồi 79 ca 30 kèm màu trắng đen. 30 có trắng có đen phối theo nha. Có nón 30 trắng và 30 đen. Quốc cái mã coi lâu xem. 30 trắng đen. Cuối cùng. Quốc đen. Hôm nay vẫn có sạch hồng nữa. Mã 30 trắng nha anh Trinh. 29 còn hồng, 30 còn đen. À, 30 còn trắng đen. 30 còn trắng đen. 30 trắng Bùi Kim Ngân. Còn một cái trắng, một cái đen. Ủa cái mã này là mã 30 chứ không phải 20 Quy Nguyễn thôi, bỏ đi Quy Nguyễn. Mã 30 chứ mấy chị, còn mấy mức mã giùm em nha. 30 kèm màu trắng hoặc đen. 79 là phối theo là người. 29 hết, 29 còn màu hồng. 29 còn hồng và 30 trắng đen. 30 có trắng có đen.
Ok, Quy Nguyễn 30 trắng, Quy Nguyễn. Còn cái trắng cái đen. 30 trắng Kiều Diễm. Trắng hả? Không, cái vừa chị hơn cho bỏ video vô đã lại. Trắng Kiều Diễm 30 còn cái đen. 30 còn cái đen. 30 còn cái đen. Đây 29 hồng. 29 còn hồng. 30 thì còn đen. 29 có hồng. Đẹp lắm, 79 ca. 10 cái đẹp hết cả 10. Em nói rồi, không có mẫu xấu đâu mấy cha ơi. Không có chất xấu, không có mẫu xấu, không có chất xấu. Ăn không cục này. Theo 79 nè, mấy cha ơi. 30 còn đen. 29 còn hồng, 79 nè, mấy cha theo 79 nè, mấy cha. Chú chị mang mã 32, 79 ca, từ 40 đến 60 ký ok. Mã 32 hả? Của chị gì? Không biết của chị gì mà hồi nãy mà 20 là bỏ tiêu. Còn mang ra 20 trắng hôm nay có thấy không? Bỏ tiêu 20 rồi. Đúng rồi. Là vẫn đang thiếu hả? Dạ. Ok hả? Cái. Ok. 4 cái rồi. À vậy thôi bỏ cái chị xong có rồi. Kiều Diễm không có. Ờ, Kiều Diễm 30 trắng không có nha Kiều Diễm ơi. Dán lại, dán lại, dán lại, dán vô cái. Ờ. Còn 30 đen nè. 30 còn đen nè. Và mã nhiều 29 hồng đúng không? 32. Và 32 khác nữa. 30 còn đen, 29 còn. Mã 32 của Thanh Tuyền. 32 còn. 32 của Úc Thùy. 32 của Ly Trúc. 32 Kiều Diễm. Địa chỉ inbox cho mình chưa? Đừng mờ bình luận trên like nữa chị. Còn 32. 79 ra chốt 32 nè mẹ. Địa chỉ nhắn tin giùm em mấy chị đẹp ơi. 79 ngàn chốt mở 32. Ủa cái mã này. 32 Thu Mai Nguyễn. 32 Minh Khoa Lê. Kìa. Hết mã 30. 30 còn đen. À, 30 còn cái đen và 29 còn cái màu hồng. Đúng rồi, còn vào mã 32. Cái này cuối theo hết nha. 32 Hoài Trân Đỗ. Này chốt 36. 36. Chai gì có còn à, dung dịch trầu không như chị Mỹ Châu Lê. Dung dịch trầu không, dung dịch để sinh phụ nữ đó cả nhà. Trầu không 59k 2 chai, thiệt tình luôn mấy chị ơi, mấy chị mua thử giùm em một combo này đi. Mấy chị về rửa mà mấy chị hả, cảm thấy mà hả? 36 Trinh Phạm. Không được như em nói cho mấy chị trả em. Đền tiền cho mấy chị đây 59k 2 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không. Nè, thơm nhẹ. Mát. Sạch giảm mang. Nó là sạch giảm mang luôn, nó sẽ giúp bạn kháng khuẩn nè, ngăn lành vết thương nè ha. Rồi nó giúp cho cái còn giữ phụ nữ lúc nào nó cũng hả thông thoáng, khô thoáng thôi, nhưng mà không phải dạng giống như là khô hạt nha, không phải khô rác nha cả nhà nhé. Rất rất là an toàn cho làn da phụ nữ mình. Những dịch trầu không này thì hàng của Việt Nam mình, hàng Việt Nam, hàng công ty, nhưng cả nhà cứ yên tâm mà sử dụng giúp em. 59k 2 chai nha. Một chai như thế này là 150ml. 59k 2 chai. Bình thường như đang bán 39 ngàn hay 4 mấy ngàn một chai á, em không có biết, bây giờ bán cho mấy chế 2 chai 59 ngàn, 2 chai 59 ngàn. Chị nào lấy comment combo trầu không thì đây nhá. Hàng 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 tỏi nhiên nha, cứ yên tâm. Hàng của công ty nhé cả nhà nhá. Rồi chị nào lấy combo dung dịch vệ sinh hoặc combo trầu không, comment combo trầu không thì em nhá. Nếu mà về cứ sử dụng mà không được như em nói thì cho mấy chị. Trả em hoàn tiền cho mấy chị luôn. 59 ca 2 chai và mấy tháng trời. Một chai này xài lâu lắm nha. Một chai này xài cực kỳ lâu luôn á. Đã đi xài nó 2 chai thôi. Thì như là combo trầu không với bức chân. Lần cỡ 5 combo trầu không gì trầm gia vị. 71. Bao nhiêu combo rồi? Combo trầu không nhanh chinh. Đây combo trầu không nè. 59 ca 2 chai á. Chúc bạn xài rồi lên like cho em feedback nha. Em mua một chai sống của cha rồi. Ô vậy là bị mua mát rồi đó. Chứ thiệt ra những người bán like thì Uyên thấy có người bán rẻ nhất là 39 ngàn. Đó là lúc mà người ta nói là người ta xem, người ta bỏ mẫu, người ta không lấy nữa. Thì là mới bán 39 ngàn. Đa số là cứ 4 mấy 5 mấy ngàn một chai. Nếu mà thèm bán online ha. Còn bán cửa hàng thì Uyên không biết. Đang bán cho mấy chế 59k 2 chai. Còn là chốt lên thì mấy combo trầu không lên với em nha. Mấy cái đầm lên 99k. Combo trầu không còn nha. Cái xem điểm qua mã đi. Thank you.
bố chồng không trang trí, cô bố chồng không như dương, cô bố chồng không thị cun, cô bố chồng không như Nguyễn Minh Hiền. Bệnh nhân đi nhi. Rồi sập hồng 99k, đầm sập hồng 99k, chốt sập hồng rồi đi. Đầm sập hồng 5556 cái độ vàng ok, chốt sập hồng 99 nha. Sập hồng 99k ha, đầm lên. Sập hồng cho em. Sập hồng 99k, chốt sập hồng. Này này như có lâu có xăng. 5557 cái độ vàng ok, con lấy 6. 9.000 trước mã 1. 79.000 comment mã 1. Mã sọc hồng của chị Loan Nguyễn. Sọc hồng 99k ha. Rồi mã 1 79k chốt mã 1. Mã 1 79k comment mã 1. Xin chốt. Mã sọc hồng Nhi Du. Sọc hồng 1. Rồi 79. Mã sọc hồng chị Trần Gia Mỹ. 5253 cái đồ vàng ok, chốt số 5. Comment mã 5, tay của nó là tay phồng các bạn nha. Mã 5, 79.000 mã 5. 79.000 mã 5. Rồi 79.000 này trên 60kg đồ về mang vừa. Chốt mã 8. 79k comment mã 8. Chốt mã 8 comment 8. 8 5 và 8. Đẹp chưa? Chốt của nó đẹp hỏi ơi luôn đó trời. Những đá để nhô rồi nha. Mã 8 Kim Nguyên. Từ 40 tới 55, 57 cái đồ về ok còn 5. Cái này comment mã 10. Mã 10 những đá để nhô rồi. Mã 10 để chỉnh ra mã 10. 79k chốt mã 10. Từ 40 tới 54 ký, 55 ký về ok. 79k chốt 12. Phòng 10, 10 phòng to bự rộng. Mã 12, 79k mã 12. 79k comment giùm em mã 12, 10 đẹp quá. 8 chốt chưa? Rồi 12 này, 5 10 12. 10 và 12 79k. Xuất sắc chưa? Cái này đừng nói xả nha. 5557 cái độ vèo ok, chốt 15 một con hả? Thương cái hả? Dạ. Rồi 15 nè cả nhà ơi, chốt 15 giùm em. 12 15. 15 giùm em. Mã số 10 của Phi Lâm. Không phải 2 mà 15. Rồi 15 79k chốt 15. Comment 15 giùm em. Chốt 15 thương cái 79 nha. Mã 15 của Bùi Kim Ngân. Không phải 2. 5556 cái độ vèo ok, chốt 17. 79 nha, mã 17 nè. Căn một combo 2 cái 85k. 79.000 chốt mã 17 giùm em. Mã 12 Phi Long. Mã 17. Rồi 55 chiếc chợ vèo ok, 79.000 chốt giùm em mã số là 19. 17 Ngọc Thảo. 19. 19. 19 em, 79.000 thương cái thương cái thương cái. 55 chiếc chợ 16 chợ vèo ok, chốt mã 20 nè. 20, 79.000 chốt mã 20. Mã 19 của Trang Huyền. 20. Nhiều cái rồi. 956. Phối theo 5253 có được về ok. Chốt chuẩn bé mã 25. Trời ơi, quanh. Một phần hết rồi. Rồi mã 25. Chốt mã 25 giùm em, 79.000. Còn 20, 25. Mã 20 của Hằng Nguyễn. Điệu đà chưa? 5557 cái độ vèo. 25 okay. Trang Huyền. Được một cái hả? 5557 cái độ vèo ok, 79k chốt 26. 26 không mấy? Được cái hả? 26 được một. 26, 25 chốt chưa? Trời ơi, phụ kiện nhưng mà nó đẹp. Còn 26. Còn 26. 79 nè. Mã 26 của anh Tuyết. Đẹp chưa? Cái này hồi cũng đẹp hết. 5557 cái đầu vèo ok. 79.000 chốt giùm em mã 30. Cho cái bông hoa xanh cho. 30. 30 giùm em. Chốt mã 30. Cầm em mã 30. Chốt 30 giùm em. Bông hoa xanh này còn. Rồi 79.000 dưới 60kg, từ 40 tới 60kg đầu vèo ok ha. Mã như vậy. Cái này comment 33, 79.000 luôn nè. Ủa chưa về. Mã 33. Ờ,
bán 30 thằng như đủ lớn. 30 hả anh? Hết. Còn mã 33 đúng không? Cái này bay bay mình pha lê. Cá mặt đồ lai mấy cái đi nè. Bay còn hết. Bay bay huyền cơm. Bay bay hồng nguyện. Ba cái đó mặt đồ lai hả? Ba cái. Dừng cái đã ăn dừng. Quan dừng khoảng là 2 giây. Đồ lai nè. 33 tạm hết chưa chị? Còn luôn anh. 33 Tina Nguyên Lê. Bay bay Kiều Diễm. Đối đầu nhận được chưa Kiều Diễm ơi? Đây là còn không? Rồi còn mã 33. Cái đơn này mình chờ nhận cái đơn đầu xong mình mới gửi với trường diễn nha. Còn chốt cái đây tạm dừng ở món thứ 5 nè. Mặt đồ lai khác nhau, mặt này khác với nhau, bà bảo không biết. Rồi 33 nè. Rồi cái mặt đồ lai nè, mấy chế nè, phổ theo nè. 79k 60kg, ok thế. Chốt mã 40. Còn áo mặt đồ lai chốt mã 40 dùm em nha. Phổ theo hết nha, mã 40 nè. Rồi mã 40. Bang bay Nguyễn Lộc. Mã 40 Võ Ánh Thơ. 40 còn 1. Mã 40 Thôi Trần. Hết 40. Hết mã 40. Quý Võ nè chị. Anh Võ nè. Khách mới inbox cho mình trước cái địa chỉ rồi vào like chút đơn nha mấy chị. Rồi 79k 54 55 chứ đọc về ok. Chốt chị em mã 41 nè. 41. Rồi còn em 41 hết cho anh. Rồi 41 giùm em. 41 11 nè. Chứ 41 79 nè. Mã 41. Mã 41 Tiên Hà. Thế. Rồi cái này làm cái đầm luôn. 52 53 cái cam đến 6 rồi về ok xem 79 ngàn luôn chốt 43. 79 ngàn chốt 43. Đó chứ chưa. Đó chứ phải hả? 43 nè. Ừ. Ngày 41. Chú rồi đúng không? Còn 43. 43. Còn 43. Còn mấy cái phụ kiện mà nó đẹp quá. Nó làm lông, người gì đó cả nhà. Sự kinh khủng luôn á. Từ 40 tới 55 chứ đầu vào ok. Nè comment giùm em mã 48. Comment 48 giùm em 79 nha, chốt 48. Mã 43 Võ Ánh Thơ. Rồi comment giùm em mã 48. Chị nào lấy 48 chốt 48. Comment giùm em mã 48 nha. 48 hai cái chị Loan Nguyễn. 48 là xe đi Nguyễn. Chiều lấy 48 cho 48. 48 nha anh Trinh. Mã 48 Hiền Minh. Này chốt cho em mã 51. 51, 55, 56 thì được về ok. 48 còn. Trần Văn Tụ vào đọc vào cũng nhắn nó xin gơ trong xin cái địa chỉ mới ra lại chốt đơn được như chị. 51. 79k mã 51. 79k mã 51 cho em. Cái chuyện của nó đẹp quá mấy chứ. Đẹp lắm lắm luôn á. Đỉnh nguyên một vòng mặt. Mã 51 nè. Mã 51 Châu Mẫn. 51 còn. Mã 51 Chị Loan Nguyễn. 51 Ly Trúc.
hồng ba. 51 thì tuyết nhưng 51 hồng hạnh. Hồng 1. Rồi 79 ca chốt 55 phối theo 51 còn 1. Rồi này comment 55 79 ca 60 ký rồi về vẫn ok, phối theo mã 55. Chốt 55 đi nha. Chốt 55, không biết chốt phát luôn rồi dưới làm sao ha, nó như trơn á ha, hiểu không? 55. 51 còn 1 và mã 55. Còn mã 55 gì nè. Mã 55 bỏ anh thơ. Thế. Còn 51. Cho cái nào đi. Vì Trần Văn Tụ ơi, chị có xài Messenger mà. Địa chỉ cho bên Messenger dùm em nha. Trong tin nhắn đó chị. Còn cái cô khăn ngắn tuyết. Còn nâu không? Rồi nâu cho em nè. Nãy giờ chồng ơn tuần chưa được cái nào. Nâu 79 nha, còn 40 cái sống rồi chứ ok, chết mã nâu. Cho bé khác mà. Trên chân, trên chân, có màu xanh mực, có màu nâu, xanh lá rồi hiểu anh. Rồi mã nâu được 2 cái. 79 ca chốt nâu. Mã nâu có 2. Rồi nâu nè, 79 ca được 2, chốt nâu. Comment nâu giùm em. Chốt giùm em mã nâu. Mã nâu của Phúc Trương. Mã nâu của Nguyễn Bé Bảy. Nâu còn không anh ơi? Lê Kim Loan. Còn. Mã 60 Minh Tú. Còn 62. 60 nữa này. Còn 62 nữa. Ok, 79 ca cho 66. 79 ca comment mã 66. Và 62. Và 66 cho em. Lấy hai cái rồi, hai cái giống hay hai cái khác nhau, hai bộ khác nhau. Rồi 66 giùm em. 62 đi nè, 66 nè. U2 lục liền cái áo này. Mã 66 nhì dương. 79 ca 55 56 thì đồ về ok. 66 còn không? Còn có 2 thôi. Rồi này comment giùm em 68. 68 được 1, chốt 68. 68 cho em. Comment giùm em mã 68. Đẹp quá mấy chị. Nè, phụ kiện nè. Dưới 60kg được về ok, chốt mã 70. 70 được 1, 79 nha, mã 70. 70 đúng 1 cái. Chốt 70 giùm em. 68 và 70. 70.
chốt 70-79 nha. Này comment 72 nè, 72 60kg là về ok. 72 gì nè, 70 được nè, 72 nè. Mà 72 chứ, đẹp quá mấy chứ. Đẹp xấu hả? 70-72 55kg đầu vèo ok, 79 nha. Chốt cho em 75. Đúng mã, mã 75 nè. 75. Còn em mã 75. 68-70-72-75. Mã 68 siêu lì, 70 Vân Nguyễn. Mã 72 Hương Vũ Mai. Mã 75 Hạnh Võ. Doraemon này có một em Doraemon theo fan Doraemon đâu. Đấy fan Doraemon đâu. 52 cái đồ vèo ok, mấy bé 3 mấy ký mang được nha. Mấy em 3 mấy ký mang được. Mẹ 52, 53 cái đồ vèo ok. Chốt thì mẹ mã 81-79k. Mã 81. 81. Chốt 81 thì mẹ fan Doraemon. 81-79 nha. Chắc thì siêu siêu đẹp nha. Nè con, phụ kiện nó đẹp lắm. Này mấy bé ba mấy ký mang được. Mẹ 52-53 cái đồ vèo ok. Chốt 85. Chẳng biết rồi bắn 85 nè. 81 được 1 Doraemon theo ha. Rồi mã 85. 85 cho em. Còn em mã 85. 81 và 85 cho em mã 85. Mã 81 Nguyễn Linh. Mã 85. Rồi cái khoác xanh mực này ha. Chốt mã xanh mực giùm em. Chốt mã xanh mực, nói chung là cái khoác khoác thích mặc thì mặc ha cả nhà ha. Chốt mã xanh mực 79k. Comment giùm em mã xanh mực còn 85 và xanh mực. Còn mã 85 và xanh mực. 85 đó còn bé ba mấy ký mang ok. Mẹ khỏi chừng hả? 55, 53, 54, 52 cái đồ về ok ha. Xanh mực 79k, chốt mã xanh mực. Mã xanh mực như Dương. Xanh mực có chứ, nhưng mà mai đi còn. Xanh mực Anh Tuyết. Mai đi cả nhà, bây giờ không có sẵn xanh mực nha. Xanh mực còn. Xanh mực còn. Để tính nha. Thật tốn gì cho Hà Nam ấy. Còn mã xanh mực cho nó chạy 79 nha. Mã xanh mực có đang vỏ. Một hộp Nực Nam cho Nguyễn Linh. Xuất sắc chưa? Mã xanh mực cho Hiền Minh. 60kg ok hết. Rồi comment giùm em mã số là 3. Mã 3, 79 nha. Mã 3 được đúng 1 cái 1. Đẹp tinh khủng luôn á. Mã 3. 3 được đúng 1 cái 1 hết xanh mực hả? Rồi mã 3. Mã 3 giùm em. 52-53 cái độ về ok. 79 nha. Chốt giùm em mã số 5. Mã số 3 Trương Hảo. Mã 5. Mã 5 được 1 luôn. 5 được 1 luôn. Chốt mã 5. Mã số 5. Còn em mã 5 cho em. Băng bơ sinh 1 cây là 99k. Vòng kiều lấy 1 cây. Còn em 1 cây thì mình tụi mình nha. Còn em mã 5. Mã số 5 của anh Tuyết. Có miêu hót. Chốt số 8 79k. Mã 8 55 cái độ về ok. Mã số 8. Số 8 cho em. Còn em mã 8. Đúng không? Cái này 8 nhanh lên. Mã số 8 như Phạm Như Hằng. Comment giùm em mã xanh lá nha, từ 40 đến 60 ok.
9k comment xanh lá thì mấy em mới chịu. Còn hết men cọc mấy em đem cho hết cái chế luôn. Rồi comment giùm em mã xanh lá. Chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá nha. Mã xanh lá là gì? Xanh lá của Nguyệt Lan. Mã xanh lá Kiều Diễm. Khách mới inbox cho mình cái địa chỉ trước nha mấy chị. Từ 40 tới 55 cái độ đều ok, hai màu trắng đen. Cái này là phối bông nè cả nhà ơi, phối bông nổi đó nha. Bông nổi chứ không phải là in mà sơ xài giống như cái hàng khác đâu. Đây cho mấy chị coi màu đen thì sẽ thấy rõ hơn. Coi gần cả nhà, đây bông rồi đó. Bông nổi nha cả nhà nha. Rồi 55 cái độ đều ok nè, có hai màu trắng đen. Chốt giùm em mã số là còn bao nhiêu em mã 14 kèm màu 79k, 14 trắng và 14 đen. 14 kèm màu dùm em hai màu trắng và đen. Từ 40 tới 55 cái ok. 14 hai màu trắng đen. 14 trắng và đen chưa Loan Nguyễn? 14 còn trắng đen. 14 đen Nguyễn Ngọc. 14 trắng Nguyệt Đặng. Trắng đen Loan Nguyễn. Trắng ok, 14 còn trắng đen. 14 trắng Thùy Nguyễn. 14 còn trắng, 14 hết đen nha, 14 còn trắng thôi. 14 trắng Nguyệt Lan. 14 còn trắng. Tôi mặn đếm coi. 14 trắng Hồng Hạnh. 45 cái trắng. 14 còn 2 cái trắng. 5 trắng 2 đen đúng không? 14 còn 2 cái trắng. 14 còn 2 cái trắng. Chốt lên 14 trắng rồi nha. Xịt lắm đấy chứ ơi. 14 còn trắng. Thêm 14 trắng chị Loan Nguyễn. Còn 1 trắng. Hồng Nhật 84 trắng. Tại nhà chờ em xuất cảnh nha, tại nhà nha. Rồi 55 ký độ vèo ok. Tay già. Chắc chịu kinh khủng luôn á. Rồi chốt mã 16. 16, 79 nha, chốt 16 thì vẫn còn trắng. Nhật phải là mã 16. 16 được 1 luôn. 16 được 1, chốt 16. Em chỉ còn một ít đen cọc. Hồng Nhật cho mấy chế thôi. Rồi 16 giùm em. 16 được 1. Này con mẫu ra chưa mẫu nè. 55 cái độ về ok. Chốt 20. 55, 56 cái độ về ok. 20, 79 nha. 16, 20. 16 được 1 rồi, 20 được 2. 16 với Trần Gia Vĩ. 20 nè. 20. Chốt 20. 20 được 2. Mã 20 có 2. Hết mã 14. Này 16. Ủa 14 còn trắng. Mã 20 Triệu Lan Nguyễn. 14 còn trắng. Mã 14 trắng có Thùy Trang. Thế 20 còn 1. 20 còn 1. Trời nó nghỉ lên. Từ 40 cho tới 5 tô chứ độ đều ok. Này chốt 23. 20 còn 1 nữa. Và mã 23. Mã 23 dùm em phối theo nè. Mã 20 còn 1, 20 của Trung Đỗ Xuân. 23, 79 nè. Mã 23. Chốt 23 dùm 23 Thu Mai Nguyễn. Còn 23. 23 Bùi Kim Ngân. 23 còn 2. 23 còn 2. Mã 23 Thùy Nguyễn. 23 còn 1. Mã 23 cho Hồng Hạnh. Mặt còn nhỏ. Đẹp ghê vô. Hết mã 23. 60kg ok. Từ 40 đến 60kg ok. Chốt 28, 79 nha. 28. 28 cái lô đen mà 10 mẫu xuất sắc hết cả 10 mà. 28 được 1. 28 được 1. 28 được 1, chốt 28.
Chỉ sống với chỉ rồi về ok. Chốt mã 31. Mã 28 Võ Thúy. 31 79 ra được 1 luôn. 31 được 1. Chốt 31. 31 được 1. 79 nha, giờ thứ cả cái. 33 60 tỷ rồi về ok, tiếp theo hết. 31. Nét lắm, cả nhà ơi, em nói rồi, đi bên ngoài còn đẹp hơn trong live của em nhiều. Rồi 33, 31 được 1. 33, 79 ra 33 được 1 luôn. 33 được 1. Mã 34 Trần Gia Vĩ. Bên ngoài nó sẽ nét hơn trong live lắm. Gia Đi Nguyễn không có mã 16. 55, 57 tỷ đồng về ok. Mã 33 Võ Thúy. 60 tỷ đồng về em được. Chốt mã 40. 40, 79 là mã 40. Còn mã 40. 40, 79 nè. Mã 40 chưa. Phần to, to, rộng. Trên 60 tỷ ok, phối theo. Chốt 41. 40 đúng rồi. 41 nè, phối theo nè. 41 cả nhà ơi. 40 một cái, 41 một cái. 41 một cái, cho 41. 40 và 41 thì nên. Mã 41 Trần Gia Vĩ. Trời ơi cả nhà ơi. Còn mã 40. Cái đầm này mới chế phối với áo sơ mi làm cái phần thân áo trên ha. Nó là dạng đầm yếm cả nhà. 99 ngàn cái xịt ghê gớm. Cái này mà có sơ mi hoặc là mấy cái áo cổ lỏ. Mấy cái áo len cổ lỏ tay dài ha. Tuyệt vời. 99 ra 55, 57 chế độ về ok. Chốt chị em mã số là 55. 55 mã đen. 40, 55 hả? 40, 41, 55 hả? À, 40, 55 hả? 55. Còn 40 là mã 55, 99 nè. 55, 99 nè, mã 55. Đây 79 ngàn cho Phong 55 chế độ về ok. Phối theo hết hả? Chốt chị em 58. 58 còn 40, 55, 58. 58 cái 55 nó mới chị về mới chị mất áo. Mã 55 chị cẩm ly. Áo len cổ lọ hoặc áo sơ mi đẹp. 58 79 nha. 58 79 ca. Mã 58 là anh Tuyết. Đây gì? Ê 58 thì lỗi rồi, 58 lỗi rồi dù cái được. Thôi lỗi nha. Rồi cái đó lỗi nha anh Tuyết ơi. Rồi, 57 ký độ về ok chút sập. Sập 79 nha, comment mã sập. Mã sập nha mấy chị. Comment mã sập. Cái này đúng không? Cái này đang nhảy. Rồi mở sạch. Đẹp không? Đẹp không? Mã học của Hương Vũ Mai. Đẹp phẩm đây. 79k 055 chứ đâu về ok. Nhờ luôn chị. Chốt mã 62. 62. Đẹp không? 62. Còn đây mã 62 kìa. Chốt 62 kìa. Trời ơi. Đẹp quá mấy cái ơi. Có cái em đang giá kìa. Phối theo nè. 79 ngàn. Như 60 chế độ về ok. Chốt 68. 68 nè. 68. Đúng rồi, 68. Đẹp quá nè. 68 thì đẹp quá. 68 mà theo hết đi. 68, 62 và 68. 10 cái đẹp hết cả 10. Từ chất tới nút cái phụ kiện. Rồi này comment giùm em mã 70. Số 2, 68, 70. Số 2, 68, 70 em ơi. Mã 62 chị Vân Nguyễn. 68 Trần Gia Vĩ. 62 đâu còn 1. 68 mà. 68 còn 1. Mã 68 Nguyễn Lộc. Này mã 70. 70, 55, 57 chứ được rồi ok. Mã 70. 70 Châu Mẫn. 70 còn 1. 70 còn 1. Đây một em tay phòng cái màu ngọt ha. Cái màu cực ngọt luôn á. 55 chứ được rồi ok. Chốt 72. 70 còn 1 còn 72. 79 ngàn mã 72. 70 còn 1. 70 đẹp. 72 cho em được 1. 70 của Anita. 72 được 1. Chốt 72 dùm em. 72 Misa Nguyễn. 72 thế. Này chốt 76. 79 ngàn mã 76. 79 ngàn mã 76 dùm em. 76 dùm em. 76 nha cả nhà nha. 76. Trên 60 chế độ về vẫn vừa. 76 chị Lan Nguyễn. Mã 80 tới theo.
80 79 ca chốt 80 32 chốt mã 80 đẹp quá à. Cái gì nó sắc nét ghê ha. Có cả nhỏ theo á, nó theo gì nè. Nàng tiên cá. Mã 80 Diệu Loan Nguyễn. 55 cái độ về ok chốt 82. 82 nè, 82 được 2 cái thôi. 82 được 2. Chốt 82. Đẹp không? Đem hai da, mít màu siêu đẹp, mấy cái hàng này đang xỉ cao á. Mã 82 Ngọc Bảo. 82 còn 1. 82 Rose Sao Phượng. 55 57 cái độ về ok chốt 86. Ủa rồi 86 hả? Mã 86. 86, xong thì ít lên tập để cái mình offline ha. Nhớ em cái like này sẽ dồn đơn vào ngày mai thêm 2 like nữa nha mấy chị. 86. Ngày mốt có đi đơn. 86 giùm em. 86 trà sữa trà. Cái sọc này đẹp quá hả? Sọc là quá đẹp. Cái sọc này mấy chị em đi mất đồ cũng được nha. Trên 60 ký ok sọc nâu. Có 79 ngàn. Sọc nâu 79 ngàn xuất sắc mấy chị ơi. Sọc nâu. Chốt sọc nâu giùm em trên 60 ký còn ok đẹp hả? 79 ngàn sọc nâu. Ồ. Đẹp mà không kịp nhìn luôn á. Sọc nâu. Sọc nâu giùm em. Mã sọc nâu Chị Loan Nguyễn. 1, 79 ngàn. Sọc nâu Quảng Xuân Thùy. 79. Rồi cái này có hai màu hồng và trắng. Ra comment giùm em mã số là 90 kèm hồng. 55 cái đầu về ok 90 hồng và trắng. Chốt 90 kèm hồng. Hồng trắng mã 90. Xuất sắc thiệt. 90 hồng và trắng Chị Loan Nguyễn. Đẹp quá đi thôi. Trà sữa trà có mã 86 rồi. Nè. Được không tìm vết. 55 57 cái đầu về ok nè chốt 93. 93. Đẹp dữ lắm lắm luôn á. Đẹp từ chất tới form tới cái nút cũng đẹp. 93. 93. Mã 93. Có đây có đang chưa lên. Ngày mai ai chốt màu nào chốt trên comment giùm em được nha. Phát lên 159. Phát lên 159 đăng hình. Mã 93 Huỳnh Phượng. 93 phòng 1. Làm mấy cái mã sĩ cạp bao cao đây. 55 cái đầu về ok chốt 92, 96. 93 phòng 1. Rồi 96 nè. 96 79 ca mã 96. Chốt 96. 93 phòng 1. Rồi 96 cho em 79 nha. Đây một cái siêu phẩm nó hết offline luôn. Mai muốn lấy thì lấy siêu cho em nha. Mã 96 Chị Loan Nguyễn. Thầy nhà ơi. Ôi ơi. Siêu phẩm 101. Siêu phẩm 110. Chốt siêu phẩm thì bé. 5556 thì ok hết cho em. Em bị ghiền quá thế này. Lấp lánh ánh phiêu xa. Màu đẹp kinh khủng ha. Siêu phẩm. Đây, có cái đầm chính ta. Siêu phẩm nè. Mã siêu phẩm Ngọc Bảo. Đây. Còn hả? Đầm má. Mình siêu phẩm hết, siêu phẩm có một cái thôi hả? Rồi, ở bên người chờ siêu phẩm đó. Không hết hả? Rồi 101 hả? 55, 57 kg về ok, còn tặng kèm thêm một cái tag như thế này nè cả nhà nè. Rồi comment nhiều bên mã là 101. 40. Mã 40 dùm em, mã đó 101 ha. Thiệt là đau lòng. Tính lại dữ lắm rồi. Mã nhiêu đây? 40. 40. Mã 40 cho em 101. Rồi và mã này là mã cuối cùng của ngày live ngày hôm nay luôn ha. Mã cuối cùng 79k. Mã cuối cùng 79k. Mã cuối cùng còn mã 40 101 và mã cuối cùng 40 là hàng sang trảnh đó thầy ơi. Thầy nhà đừng có chê nó nha. Mã 40 Minh Nguyên. Cuối cùng 79 nha. Hết mã nha thầy ơi. Mã cuối cùng dùm nha. Mã cuối cùng 79k. Dưới 60 là bạn đang dùng. Rồi comment tương tác thôi nha. Tặng quà mà offline. Mã cuối cùng nhanh chinh. Rồi mấy chế ơi, chế nào đang còn trong live thì mấy chế comment lên để em biết. Mấy chế còn trong live để em quay vòng quay tương tác và hỏi chờ nhau lâu nha. Quay vòng quay tương tác tặng quà nha mấy chị.
Angel ngắn tóc. Angel ngắn tóc comment quà tặng tương tác giùm em nha. Angel ngắn tóc comment quà tặng tương tác giùm em. Rồi chị Angel ngắn tóc còn đó thì comment quà tặng tương tác lên giùm em nha, chứ đẹp nha. Bây giờ thì em sẽ hả? Chờ chị đó một xíu. Mai mình sẽ lên giấc 12 giờ mới chứ. Mai em lên đầm 7 nha mấy trẻ nha. Thèm đầm 7 chưa? Thèm đầm 7 chưa? Mai lên đầm 7 nha. Đầm 7 và xét. Nhặt đầm 7 xét bên thì chỉ có đổ nước đường thôi. Mai lên đầm 7 nha mấy trẻ nha. Bây giờ thì bây giờ là 11 giờ. Rồi không có chuyện chồng ăn tóc thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau là vào lúc là 12 giờ và tặng quà tiếp cho mấy chị nha. Giờ thì bye bye với chị đẹp của em.